Rất là cảm ơn mọi người đã tới và tham dự trong một cái buổi chiều của một cái ngày nghỉ. Tuy nhiên cũng rất nhiều các thầy cô đã có mặt ở đây rất là sớm. Thưa các thầy, các cô, chắc là chúng ta theo dõi những cái video clip ban đầu thì cũng thấy sự kiện của chiều ngày hôm nay là một trong những sự kiện hướng tới UNC 2022. Đây là hội thảo quốc gia thường niên của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, format của chương trình năm nay có sự thay đổi. Chắc là mấy ngày nữa khi bước sang đầu năm 2022 thì chúng tôi cũng sẽ có những cái thông báo chính thức cho cái ngày chính hội, cái ngày 24 tháng 4 năm 2022. Tuy nhiên thì sự kiện UNC 2022 chính thức cũng đã được bắt đầu thông qua một chuỗi các tọa đàm, các cái hội thảo, và ngày hôm nay là một trong số đó. Chúng tôi rất là cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa ngôn ngữ văn hóa các nước nói tiếng Anh đã có một cái lựa chọn tôi cho rằng là rất hay với cái chủ đề của ngày hôm nay. Tôi tin là cái chủ đề này chắc cũng sẽ còn được quay trở lại nhiều lần nữa trong các cái buổi hội thảo, tọa đàm trong tương lai. Bởi vì việc khai thác sách giáo khoa làm sao cho hiệu quả và phân tích các cái sách giáo khoa dưới góc nhìn của những cái lý thuyết về ngôn ngữ học, về ngữ dụng học, vân vân, thì là cái điều rất là cần thiết. Tôi rất thích cái phần trailer chạy rất là ngắn gọn giới thiệu về cái hội thảo chiều nay. Đúng là khi chúng ta đi học cũng như khi đi dạy học, câu chuyện không phải chỉ là người học sẽ học được bao nhiêu từ vựng trong một bài, sẽ học được bao nhiêu cấu trúc ngữ pháp trong một bài, hay là thầy cô giáo chúng ta đã dạy được bao nhiêu phần trong cái nội dung của sách giáo khoa, mà quan trọng là người học hôm đó đã làm được gì, có được những năng lực gì sau khi học được những cái phần học đó. Do vậy, việc soi dọi lý thuyết về lịch sử trong sử dụng giảng dạy sách giáo khoa, đó là một cái chủ đề tôi nghĩ là rất là hay. Xin cảm ơn các cô. Rất là cảm ơn Tiến sĩ Phạm Thị Hạnh, Thạc sĩ Phạm Thị Thanh Thủy đã góp sức cho cái buổi chiều ngày hôm nay. Và cũng rất là vui mừng được chào đón cựu sinh viên của ULIS, cô Khánh Huyền, đã quay trở lại trường và đóng góp cả trong cái buổi hội thảo chiều nay. Tôi thấy cái mô hình như thế này rất là hay. Chúng ta cũng cố gắng phấn đấu để làm sao trong mỗi một cái buổi tọa đàm, hội thảo có những cái liên hệ với thực tế. Liên hệ với thực tế ở đây không chỉ là câu chuyện của chương trình, của sách giáo khoa, mà tiếng nói của những người trong cuộc, của những người hàng ngày lên lớp trong cái chương trình giáo dục phổ thông được mời đến và chia sẻ. Tôi cho rằng một cái format như vậy rất là hữu ích cho chính chúng ta. Tôi rất là mong chờ cái buổi hội thảo chiều nay và xin không chiếm dụng quá nhiều thời gian của ban tổ chức, của các báo cáo viên, mà xin được cái phần trình bày, lắng nghe ý kiến trao đổi của các thầy các cô ngay sau đây. Cảm ơn các thầy các cô ban tổ chức. Tôi biết là chuẩn bị cho một sự kiện như thế này cũng rất là vất vả. Tuy nhiên thì chúng ta cố gắng nỗ lực để đóng góp chung cho cộng đồng. Xin cảm ơn các thầy cô. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn phần phát biểu khai mạc của thầy hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh. Và sau đây thì không để các thầy cô chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ đến với phần nội dung chính của ba diễn giả. Tuy nhiên thì ban tổ chức cũng xin nhắc thầy cô như sau ạ. Tức là khi mà các thầy cô đăng ký tham dự chương trình này thì chúng ta cũng đã có một phần là gửi các cái câu hỏi đến để diễn giả chúng ta có thể giải đáp thắc mắc. Tuy nhiên trong quá trình tham dự, quá trình nghe các diễn giả chia sẻ các nội dung buổi chiều hôm nay, thì nếu các thầy cô có những câu hỏi nào nữa thì xin vui lòng cho ban tổ chức biết bằng cách chúng ta gõ câu hỏi đó vào chat box ạ. Và sau đây xin được mời các quý vị cùng đến với phần đầu tiên qua phần chia sẻ của cô Phạm Thị Thanh Thủy. Xin kính mời cô. Vâng ạ, em xin chào các thầy cô, em xin phép được bắt đầu cái buổi trình bày, cái phần trình bày của mình là các cái tình huống thực tế. Thì ở đây em sẽ có 3 tình huống thực tế muốn chia sẻ với các thầy cô, và sau đó em cũng muốn nghe thêm những cái chia sẻ của các thầy cô trong cái quá trình mình làm việc và giảng dạy ạ.
cái tình huống đầu tiên, đây là tình huống mà em nhận được của một học sinh phổ thông trung học cơ sở ạ. Khi em muốn xin tài liệu của cô thì cô thì bạn ấy đã viết thư cho mình như ở trên màn hình các thầy cô nhìn thấy. Và mình thấy là khi mà em ấy muốn xin tài liệu và cái tâm thế của em ấy lúc nào cũng muốn là cô phải trả lời ngay lập tức. Và em muốn xin cái gì em cô phải trả lời ngay, không được chậm trễ. Nói thật là hôm đó mình bị ốm và mình có nhìn thấy thư của em nhưng mà chưa trả lời được ngay và chỉ chậm trễ trong vòng 5 giây sau chưa trả lời. Và bạn ấy đã gửi ngay cho mình một cái tin là xin mà không reply là một cái tội đấy cô ạ. Tức là bạn ấy cũng đã kết tội mình ngay vì đã không trả lời bạn ấy. Đúng ra là mình nên nói với bạn ấy một câu là cô sẽ gửi cho em trong một khoảng thời gian bao nhiêu. Nhưng mà quả thực là trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều việc, không thể nào mà cứ một học sinh nào đó gửi tin đến là chúng ta phải trả lời ngay lập tức được. Thế nhưng mà mặc định ở trong cái suy nghĩ của em ấy là các em ấy hoàn toàn có quyền là cần cái gì là các thầy cô phải đáp ứng cái đó ạ. Ngoài ra em xin được chuyển tới cái trường hợp thứ hai là em mới gặp thời gian gần đây, là em nhà em đang có cái nhu cầu làm rèm và bạn ý không hiểu là lấy được cái số điện thoại ở đâu và có được số của em và bạn ấy gọi đến. Thế nhưng mà đây là cái cách mà bạn ấy nói chuyện với em ạ. Bạn ấy có gọi điện và đã có xin số Zalo để gửi những cái hình ảnh sản phẩm của bạn ấy. Và đến vài ngày sau thì bạn ấy có gọi điện lại và bạn ấy mình, bởi vì mình không lưu số của bạn ấy vì mình chưa thực sự là quan tâm và chưa đến cái giai đoạn là cần phải làm, phải nghiên cứu các sản phẩm của bạn ấy. Và khi bạn ấy hỏi là mình hỏi là ai đấy thì bạn ấy bảo ơ thế chị chưa lưu số của em à. Mới đầu bạn ấy đã bắt đầu một cái câu buộc tội mình như vậy. Và bạn ấy cũng có giới thiệu là em là Hương làm ở bên rèm và gọi điện cho chị từ tuần trước. Chị xem rèm trong danh sách em gửi sao chị lại không like cho em một cái. Quả thực là đôi khi chúng ta đi trên đường chúng ta nhận được tin và tin nó cũng rất là nhiều. Đúng là mình cũng nên cho bạn ấy một cái biểu tượng tim hay gì đó để bạn ấy biết là bạn ấy đã nhận được. Thế nhưng mà đôi khi chúng ta cũng có nhiều việc khác quên lãng mất ý và cũng không thể nào mà trả lời ngay được. Và sau đó hai chị em có trao đổi thêm một số cái nữa nhưng mà kết thúc của cái buổi nói chuyện đó câu là thế chị nhé, chị recording phải in progress. Nào, lần sau em không muốn phải giới thiệu thêm một lần nào nữa đâu. Và nghe xong thì quả thực là mình rất là sốc vì cái văn phong giao tiếp như thế này nó rất là không ổn. Em xin chuyển đến một cái tình huống thứ ba, đấy là tình huống ở trong cái email video truyền thông. Em không hiểu là các thầy cô ở đây có hay nhận được email của sinh viên xin tài liệu hay không, nhưng mà đây là cái bức thư mà cái bạn ở trong truyền thông ấy ạ, không biết là bạn ấy viết thư thế nào mà cô giáo lại không trả lời bạn ấy. Thì trong cái nội dung thư này có viết là thưa cô Joan, em muốn xin những cái slide mà cô đã dạy cho chúng em ở trên lớp về cách làm thế nào để viết được một cái bài essay hiệu quả. Em sắp sửa có một cái bài kiểm tra rất là quan trọng và em thực sự cần những cái slide này. Cô gửi cho em sớm cô nhé, cảm ơn cô nhiều, mai. Và bọn mình có làm nhiều cái nghiên cứu về cái viết thư của sinh viên. Và quả thực là khi mà đối chiếu với những cái lý thuyết lịch sử ấy, thì cái thư này nó mắc rất là nhiều lỗi. Một là khi cô Joan dạy rất nhiều học sinh, bao nhiêu lớp, làm sao cô có thể biết được học sinh đấy là học sinh nào, học ở lớp nào. Và không hiểu là bạn ấy đang xin slide nào. Bởi vì có thể một lớp nhưng mà trong cái chương trình dạy thì có bài này, có bài kia. Và đấy là cái điều giáo viên sẽ không biết. Thứ hai nữa là bạn ấy nói là bạn ấy rất là cần cái slide này và có yêu cầu là gửi những cái slide cho bạn ấy càng sớm càng tốt. Thế thì đây là một lời đề nghị hay đây là một cái lời ra lệnh thì chúng ta cũng chưa khẳng định được điều đó. Theo cái lý thuyết của tiếng Anh thì đây là một câu imperative, là một câu mệnh lệnh mà bạn ấy đang ra lệnh cho giáo viên là cần phải gửi slide cho bạn ấy mà lại phải gửi càng sớm càng tốt. Và kết thư đang nói chuyện với cô nhưng mà bạn ấy lại kết thư bằng many thanks. Đấy là một cách nói rất là xuồng xã đối với bạn bè chứ không phải là đối với dành cho các thầy cô. Và trong cuộc sống thực tế thì tôi cũng đã gặp được rất là nhiều những cái email khác bằng những cái cũng không thư gửi và bằng những cái địa chỉ email mà có lẽ là chúng ta sẽ không bao giờ biết được, như là hotboy tập yêu. Quả thực đấy là tôi đã có một cái email như thế và cũng không xưng tên tuổi, tôi cũng không biết được đấy là từ bạn nào. Hay có một tình huống khác, tôi nhớ ngày xưa có cô Cao Tường Minh cũng dạy và được đấy, nhà cô là có hai việc rất là lớn là có đám tang của cả hai bên đó. Thế nhưng mà học sinh chuẩn bị đến cái lượt là mình phải trình bày
và rất là lo lắng đến bài, nên là mặc dù có biết là nhà cô có chuyện nhưng vẫn gọi điện giục cô suốt là cô sửa bài cho em chưa, nhưng cũng không gửi lời chia buồn hay là như thế nào. Thì xuất phát từ những cái vấn đề về giao tiếp trong cuộc sống, có thể các em rất là trôi chảy trong ngôn ngữ, trong các cái tình huống giao tiếp sử dụng thế nào cho nó mạch lạc thì các em làm rất tốt, thế nhưng mà sử dụng ngôn ngữ làm sao cho nó hiệu quả, cho nó phù hợp với từng bối cảnh, đối với từng đối tượng giao tiếp và đối với các nền văn hóa khác nhau thì lại là một vấn đề khác. Và khi mà sinh viên của ULIS học những cái khóa học là ngôn ngữ dụ học, hay còn gọi là cách sử dụng ngôn ngữ trong ứng dụng, cách ứng dụng sử dụng ngôn ngữ trong cuộc sống, thì các em đều nói rằng đây là một cái chương trình học rất là hay và có hữu ích với các em ở trong cuộc sống. Thế nhưng mà các em cũng nói là có lẽ là các em nên được học sớm hơn. Xuất phát những lý do đó nên chúng tôi muốn tổ chức cái workshop này để có thể lan tỏa cái tinh thần về lịch sự trong giao tiếp đến với các cái đối tượng phổ thông cơ sở và phổ thông trung học, những cái cấp phổ thông. Và như các thầy cô đã biết là trong sách giáo khoa mới của chúng ta có một cái phần gọi là Language Communication and Culture. Cái phần đó là một phần yếu tố rất là quan trọng trong cái phần khai thác sách giáo khoa mới. Vì lý do đó nên chúng tôi đã tổ chức cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Và tôi xin được dừng cái phần trải nghiệm của mình, và tôi xin kính mời cô Phạm Thị Hạnh sẽ trình bày cái phần lý thuyết về lịch sự trong giao tiếp ạ. Tôi xin chào các thầy cô, cảm ơn cô Thủy. Như các thầy cô đã thấy là các có rất là nhiều tình huống trong giao tiếp hàng ngày chúng ta đã xảy ra những cái gọi là miscommunication như vậy. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu về phần nguyên lý lịch sự để chúng ta có thể từ đó đối chiếu với lại các tình huống vừa xong và các tình huống tiếp theo, và chúng ta có thể nhìn thấy là tại sao lại xảy ra những cái vấn đề như thế. Vậy thì lịch sự là gì trong ngôn ngữ? Theo như Andulimi Ean vào năm 2016, định nghĩa lịch sự là coi trọng cảm giác, tình cảm và mong muốn của người đối diện khi tham gia hội thoại hoặc hành động nhằm giữ thể diện cho cả hai phía, có vai trò quan trọng trong xã hội và các nền văn hóa, và lịch sự được thể hiện qua ngôn ngữ và cử chỉ. Tuy nhiên thì vì chúng ta đang tiến hành là dạy ngôn ngữ tiếng Anh cho các đối tượng của mình, cho nên chúng tôi sẽ tập trung vào phần ngôn ngữ của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ xét về nguyên lý lịch sự trong tiếng Anh. Thế nào gọi là lịch sự trong tiếng Anh? Theo Brown and Levinson vào năm 1987, thì hai tác giả đã bắt đầu định nghĩa lịch sự từ việc là xét về thể diện. Thể diện trong tiếng Anh người ta gọi là face. Thể diện của người ta có thể coi là gì ạ? Trên thế giới thì con người ta ai cũng muốn giữ thể diện. Và thể diện được coi là chúng ta mong muốn được người khác yêu thích, thích được coi mình là người thân của họ, và được chấp nhận ở trong cộng đồng của họ. Hoặc có một cái mặt khác, đó là gì? Để giữ thể diện chúng ta cũng muốn là người ta tôn trọng sự riêng tư, tôn trọng khoảng cách với mình, tôn trọng được cái quyền của mình, mình được tự do thực hiện một cái công việc nào đó. Như vậy ở đây thể diện được thể hiện qua hai mặt, một là được chấp nhận, và đồng thời một mặt khác là chúng ta cũng muốn có một sự riêng tư. Thế thì khi mà chúng ta muốn thể diện như vậy thì là hai tác giả này cho rằng là gì? Chúng ta cần phải lịch sự. Để giữ được thể diện chúng ta cần có lịch sự ạ. Thế làm cách nào để có thể giữ lịch sự? Thì các hai tác giả này cho rằng là để xác định được chúng ta muốn lịch sự hay không thì chúng ta sẽ phải xét các cái yếu tố trong quá trình giao tiếp. Ở trong đây thì hai tác giả này đưa ra ba yếu tố mà khi chúng ta tiến hành giao tiếp chúng ta cần phải chú ý. Một đó là về quyền lực. Thì ta thử xem là khi chúng ta đối diện với một người đối thoại như vậy thì quyền lực của họ là cao hơn mình hay là thấp hơn mình hay bằng mình, và trong tiếng Anh gọi là power. Ở đây tôi đã để là chữ P ở kia. Cái yếu tố số 2 là mối quan hệ, hay còn gọi là distance trong tiếng Anh. Ở đây người ta xác định là mối quan hệ giữa mình với lại người đối diện sẽ là gì ạ? Là rất là gần gũi, như người thân thiết trong gia đình chẳng hạn, hay là chỉ là người quen, hay là chỉ là người lạ
tức là gặp ở trên đường. Vì vậy cho nên đây cũng là một cái yếu tố thứ hai chúng ta cần phải để ý ạ. Và cái yếu tố thứ ba cũng không kém phần quan trọng, đó là mức độ phiền toái khi chúng ta đưa ra một hành vi ngôn ngữ. Ở đây trong tiếng Anh gọi là ranking of imposition, tức là khi chúng ta yêu cầu, ví dụ như chúng ta yêu cầu một người khác làm việc gì, thì chúng ta thử xem là mức độ phiền toái chúng ta gây cho người ta là lớn hay là bé. Ví dụ như là mượn một cái bút chẳng hạn cũng khác, nhưng mà nó sẽ khác với lại mượn 100.000 đồng hay là 1.000.000 đồng. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là khi chúng ta tiến hành một hành vi phát ngôn nào đó thì chúng ta sẽ phải xem xét ba cái yếu tố này trước khi chúng ta thực hiện hành vi phát ngôn ạ. Sau đây thì trước khi chúng ta tiếp tục với phần nguyên lý thì tôi muốn mời các thầy cô và quý vị thử xem là mình có đánh giá được cái mức độ gây khó chịu, tức là ở đây là mức độ gọi là ranking đấy, ranking of imposition. Mời các thầy cô đánh vào phần chat box xem là ở đây tôi đang đưa ra cho các thầy cô có 5 câu ạ. Có 5 câu, ở đây có 5 câu, đề nghị các thầy cô sắp xếp theo mức độ phiền toái từ nhỏ tới lớn. Từ nhỏ tới lớn ạ. Mời các thầy cô ạ. Nếu mà ít phiền toái nhất thì chúng ta sẽ xếp đầu tiên ạ, và phiền toái lớn nhất thì chúng ta sẽ xếp sau cùng ạ. Đây mức độ phiền toái lớn nhất, xin lỗi, từ nhỏ nhất chứ, ở đây là đường từ nhỏ nhất tới lớn nhất. Đúng không ạ? Ở trên màn hình là chúng ta đang từ nhỏ nhất tới nhỏ nhất. Lớn nhất tôi đang nhìn thấy ở trong phần chat của chúng ta là có 53124, cũng có 53124 này. Vâng ạ. 31542. Vâng ạ. Cũng có sự khác biệt khá là nhiều, 35421 rất là cũng khá là khác biệt đúng không ạ? Các thầy cô có thể tiếp tục ạ. Chắc là trong 30 giây nữa nhỉ. Khá là khác biệt đấy đúng không ạ? 35421, 53124, vâng ạ. 21543. Như vậy là chúng ta cũng đang có sự khác biệt giữa các cái câu trả lời của các thầy cô ạ. Và rất là cảm ơn các thầy cô đã tham gia. Bây giờ tôi sẽ đưa ra cái câu trả lời để chúng ta xem thử xem là mình đã làm đúng hay chưa nhé. Được chưa nhỉ? Đã chưa? Chưa. Đây rồi. Và đây là câu trả lời, xin mời các thầy cô tham khảo ạ. Ở đây mức độ phiền toái nhỏ nhất sẽ là câu số 5 ạ. Sau đó đến 3, 1, 2, 4. Và bây chúng ta sẽ nhìn ở trên. Đầu tiên là câu have some more cake. Sau đó đến là take a look at this. Rồi là pass the salt. And peel these potatoes. Và cuối cùng là clean up the kitchen floor. Ở đây chúng ta thấy là đều là các câu mệnh lệnh ở dạng mệnh lệnh. Tuy nhiên thì chúng ta có thể nhìn thấy là câu số 1 mặc dù là dạng mệnh lệnh nhưng không phải mệnh lệnh ạ. Đây là câu offer, đây là mời người khác và người ta có benefit ạ. Vì vậy chúng ta thấy là sung sướng quá, được ăn bánh mà, đúng không ạ? Đến câu số 2 thì chúng ta chỉ nhìn thôi ạ, take a look, rất là nhẹ nhàng. Và tiếp theo là gì? Pass the salt, đưa cho người ta lọ muối. Và tiếp theo phần số 4 là gì ạ? Là peel the potato, chỉ gọt khoai. Nhưng mà nặng nề nhất và khó chịu nhất và mất nhiều công sức nhất là gì? Clean up the kitchen floor. Đó. Cảm ơn các thầy cô. Thế thì chúng ta đã xác định được là gì? Như vậy chúng ta biết là chúng ta sẽ phải xác định power, distance và ranking of imposition, tức là gì? Về quyền lực, về mối quan hệ và về mức độ phiền toái. Thế thì hôm nay vì là chức năng ngôn ngữ lại có rất là nhiều ạ. Chúng ta có câu cầu khiến, rồi là câu câu phàn nàn đúng không ạ? Rồi là đưa ra khuyên bảo, có rất là nhiều chức năng trong ngôn ngữ tiếng Anh mà chúng ta đã học và đã dạy cho học viên của mình. Tuy nhiên ngày hôm nay do thời lượng chương trình nên chúng tôi sẽ tập trung vào phần request, tức là lời yêu cầu. Thế theo như với lại cái chức năng là lời yêu cầu thì có hai cách mà chúng ta có thể tiến hành lời yêu cầu ạ. Một cách đầu tiên là chúng ta tiến hành một cách thẳng thừng, không rào nón. Chúng ta chỉ làm giống như câu ví dụ ở phía trên. Chúng ta thấy là gì ạ? Chúng có câu là lend me your pen. Không dùng một cách nào khác ngoài việc là sử dụng câu mệnh lệnh ở đây ạ. Cách số 2 là chúng ta tiến hành có rào đón ạ. Trong việc có rào đón chúng ta có hai cách, lại có hai cách nhỏ ạ. Cách số 1 là chúng ta sử dụng các chiến lược để đảm bảo sự thân thiện
hoặc là sự tôn trọng. Cái sự thân thiện này tôi đã nói lúc đầu, đó là phần thể diện đấy ạ, là khi chúng ta muốn người khác thích mình hay là muốn người khác tôn trọng mình và đảm bảo cho mình có sự tự do. Ở đây tôi đưa ra hai ví dụ các thầy cô có thể nhìn thấy. Ví dụ số 1, hey mate, I'm sure you can give me a hand. Ở đây người phát ngôn đã đưa ra chữ hey mate, thì cái câu này á là sử dụng chữ hey mate là tỏ sự thân thiện, đúng không ạ? Vì chỉ khi mà mối quan hệ của mình với người ta là gì gần gũi thì mình mới dùng câu này. Còn cách số 2 là chúng ta nhìn thấy là sir, could you lend me your pen please? Thì người ta dùng chữ sir. Sir ở đây là gì ạ? Thể hiện sự tôn trọng. Trong sự chào đón thì còn có cách số 2 nữa là trong tiếng Việt chúng ta gọi là nói xa xôi và bóng gió đấy ạ. Là mình muốn mượn bút lắm nhưng mà mình không nói thẳng, mình chỉ nói là gì? I left my pen home. I cannot take notes of the lecture now. Mình chỉ nói bóng gió xem người ta có muốn cho mình mượn hay không thì người ta sẽ offer mình. Và như vậy ở đây chúng ta có thể thấy là có các cách khác nhau để chúng ta tiến hành cái câu lời yêu cầu này ạ. Vậy thì bây giờ lại tiếp tục mời các thầy cô thử tiếp một lần nữa với cái thách thức này ạ. Mời các thầy cô sắp xếp các câu yêu cầu sau theo mức độ lịch sự từ nhỏ nhất tới lớn nhất, đúng không? Ở đây câu 1 là close the door, câu số 2 là can you close the door, I'm wondering if you would possibly, could you possibly close the door, và câu cuối cùng là I was wondering if there is any possibility of the door to be closed. Vậy thì mời các thầy cô thử đánh cho tôi nhìn thử. Chúng ta nhìn thấy rất là nhiều câu trả lời đây ạ. 1, 2, 4, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vâng ạ, 5, 3, 4, 2, 1. Có rất là vâng, cũng khá là khác biệt đúng không ạ? 1, 2, 4, 3, 5. Vâng ạ. Vâng, xin mời tất cả thầy cô tiếp tục trong vòng 15 giây nữa ạ. Vâng, rất là cảm ơn các thầy cô đã tham gia vào cái nhiệm vụ này. Bây giờ cô tôi lại xin trình bày cái phần answer của chúng ta. Chúng ta sẽ tham khảo ở đây ạ. Đây là câu trả lời 1, 2, 4, 3, 5. Xin chúc mừng các thầy cô đã có câu trả lời như thế này ạ. Ở đây chúng ta có thể thấy là câu đầu tiên là câu không có sự rào đón đúng không ạ? Như chúng ta đã nhìn thấy ạ, có close the door. Câu số 2 thì đã được chuyển sang dạng câu hỏi. Rất khá là lịch sự như dùng can, tốt ạ. Câu số 3 thì đã can chuyển thành could và thêm chữ possibly. Câu số 4 thì dùng là I was wondering và dùng chữ là you possibly và cũng là một mệnh đề nhưng là ở dạng động từ. Tuy nhiên đến phần cuối cùng chúng ta nhìn thấy là was wondering vẫn được giữ nguyên, dùng conditional là if và chuyển sang possible và ở dạng là mệnh đề danh từ, có chuyển sang danh từ ạ. Cảm ơn các thầy cô rất là nhiều ạ. Vậy thì từ lúc mà chúng ta vừa mới xác định, tôi có thể nói tóm lại, chúng ta vừa xác định thế nào là thể diện đúng không ạ? Sau đó thể diện thì xác định đến việc là các cái yếu tố để mình quyết định mình sẽ nói như thế nào, đó là PDR. Và các cái cách chào đón và không chào đón. Vậy thì theo như là các nhà có rất là nhiều cái mô hình đưa ra các chiến lược lịch sự khi chúng ta tiến hành yêu cầu ạ. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu một trong những chiến lược mà tôi thấy khá là mình thấy khá là tâm đắc ạ. Bây giờ tôi sẽ share màn hình để các thầy cô tham khảo một list các danh sách các chiến lược lịch sự và chúng ta sẽ xem là chúng ta nên dùng gì ạ. Tôi sẽ thu nhỏ màn hình đúng không nhỉ? Và share hả? Có phải Word rồi? Share đâu? Ok. Đây ạ. Đâu nhỉ? Mình mở ở đây đúng không? Đây. Có nhỏ quá không nhỉ? Đây ạ. Zoom rồi. Vâng, mời các thầy cô tham khảo. Đây là cái chiến lược lịch sự theo Blum, Coker và Osteen đưa ra. Đây là các chiến lược để sử dụng trong câu request. Hy vọng là các thầy cô nhìn thấy. Có cần tôi zoom lên một chút nữa không? À đùa. Rồi. Ở đây tôi xin giới thiệu ở đây là gì? Đầu tiên là các cụm từ
dùng để nói giảm, nói tránh cái phần request để cho người ta cảm thấy lịch sự hơn, dễ chịu hơn ạ. Ở bên trái màn hình là cột đầu tiên là các loại, thì chúng ta có thể hiểu loại số 1 là syntactic, tức là về cú pháp. Như vậy chúng ta sẽ thay đổi về cú pháp, về ngữ pháp ạ. Loại số 2 là về lexical. Và chúng ta có thể nhìn thấy lexical phrasal, tức là về từ vựng. Và loại số 3 người ta gọi là mitigating supportive moves, tức là dùng luôn cả một câu ạ. Như vậy có 3 loại để chúng ta sử dụng khi chúng ta tiến hành request để làm sao cho câu của mình nó mềm đi và nghe nó dễ chịu hơn. Bây giờ tôi sẽ nói qua một chút, chứ chắc là sẽ không đi hết được đâu ạ. Cho nên là tôi sẽ nói qua một chút. Thứ nhất là về phần cú pháp. Chúng ta có thể thấy ở đây là Ken cút đứng đầu luôn ạ. Cái này rất là phổ biến đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là mình có thể chú ý một chút là từ conditional, I would. Một cái nữa chắc là cũng sẽ rất là quan trọng, đấy là aspect ở đây là nói đến thì thường, chúng ta dùng ở động từ ở dạng thường hay là ở thì tiếp diễn. Ví dụ như bình thường mình nói là I wonder if you could give me a lift, ví dụ thế, mình dùng là I wonder, nhưng nó sẽ lịch sự hơn nếu chúng ta dùng là I am wondering. Như vậy nếu mà dùng ở dạng là tiếp diễn thì nó sẽ mang tính lịch sự hơn rất là nhiều ạ. Đấy là dạng aspect. Cái thứ hai nữa các thầy cô có thể nhìn thấy đó là tense, sử dụng thì. Ở đây có thì hiện tại và thì quá khứ. Ví dụ câu chúng ta nhìn thấy là I wanted, bình thường chúng ta nói là I want to ask you to present your paper a week earlier. Đấy là câu bình thường. Nhưng nếu chúng ta muốn lịch sự hơn, chúng ta chuyển nó thành là I wanted. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng ở đây, nếu mà đuôi ed ở đây không còn thể hiện về thời gian đâu ạ, mà nó lại thể hiện mức độ lịch sự. Vì vậy là chúng ta cũng không nên nhầm lẫn giữa tense về thời gian và mức độ lịch sự. Hoặc là chúng ta có thể thấy cái ví dụ thứ hai, bình thường nói là I am wondering, nhưng bây giờ chuyển thành I was wondering. Đó ạ. Và càng lịch sự thì chúng ta có thể nhìn thấy cái mức độ cuối cùng là combination of all above. Chúng ta có thể kết hợp rất là nhiều các nhiều phương tiện khác nhau ở câu cuối cùng. Ví dụ ở đây chúng ta thấy là I was wondering if I couldn't get a lift. Như vậy ở đây câu này đang sử dụng là gì ạ? Vừa là aspect này, đúng không ạ? Dạng tiếp diễn này. Thứ hai là gì ạ? Was là quá khứ. Dùng tiếp là if là conditional này. Và dùng cả could not, ở đây là negation, nếu các thầy cô nhìn phía trên đấy ạ. Sang loại thứ hai, như vậy chúng ta vừa mới nhìn về cú pháp ạ. Loại số 2 đó là về từ vựng, lexical. Chúng ta thấy có rất là nhiều ở đây chúng ta đã từng sử dụng đúng không ạ? Nhất là chữ please, chúng ta dùng rất là nhiều. Excuse me, như vậy nếu mà chúng ta đưa ra request ngay thì chắc là nó cũng không hay lắm đúng không ạ? Đôi lúc chúng ta phải bắt đầu bằng hello hay là dùng là excuse me. Đó là một cách để gây sự chú ý và cũng là một sự lịch sự đấy ạ. You know, đó, ví dụ chúng ta nhìn thấy cajoler là muốn appeal người ta, muốn thu hút người ta để có sự thông cảm, you know, đó, tỏ sự đồng cảm với mình ạ. Và loại số 3 đó là cả câu luôn, chúng ta dùng cả câu luôn đây ạ, đó, mitigating supportive moves. Ở đây không còn dùng mỗi từ vựng nữa, cũng không còn chuyển mỗi ngữ pháp nữa mà chúng ta chuyển sang dùng cả câu. Ví dụ ở đây, trước khi bạn nhờ người ta cái gì, bạn có thể nói là gì? Could you please do me a favor? Mình chào đón trước ạ. Hay là gì? I'd like to ask you something. Đấy. Hoặc là đưa ra lý do. Đó là grounder. Judith, I missed class yesterday. Could I borrow your notes? Như vậy ở đây là chúng ta đang sử dụng cả câu ạ, để chuẩn bị tinh thần. Có một dạng nữa đó là gì? Hứa hẹn bù đắp, đúng không? Promise of reward. Could you give me a lift? I pitch it on some gas. Tôi sẽ chia tiền xăng với anh. Đó. Như vậy có khá là nhiều cách ở đây các thầy cô có thể lựa chọn. Tuy nhiên, chúng ta sẽ phải cẩn thận với những cái này, bởi vì lựa chọn hay không là do chúng ta. Tôi lấy ví dụ. Ở đây là cái chữ please. Please nha. Chúng ta quay lại chữ please một chút ạ. Please. Là... hầu hết chúng ta đều tưởng tượng rằng chữ please, và rất là nhiều người học ở Việt Nam tưởng tượng rằng là gì, chữ please là một cái từ magic. Không hoàn toàn như vậy. Khi chúng ta dùng chữ please đôi lúc không đủ. Tôi lấy ví dụ như thế này, có một câu chuyện là khi tôi tiến hành làm về đề tài về request
năm 2018, thì giáo sư hướng dẫn của tôi là tên là Jeremy Jones có kể với tôi rằng là thầy biết cả thầy Vang ở bên Bộ Giáo dục Đào tạo mình, thầy có sang Việt Nam rất là nhiều lần. Thầy nói là một lần thầy đi vào Nha Trang và tắm biển, khi thầy tắm biển xong thì thầy lên và nhìn thấy có cái vòi nước, và đương nhiên là chúng ta phải rửa chân đúng không ạ, thì thầy bước đến chỗ rửa chân và thầy mở vòi nước và bất ngờ thì có một cái anh bảo vệ chạy đến và nói bằng tiếng Anh, nói là stop please, stop please. Và thầy nói rằng là lúc đấy cảm giác của thầy vô cùng tức giận. Thế tôi mới hỏi là thầy tại sao thầy tức giận vậy, thì thầy nói rằng là tại sao anh ấy không dùng dạng câu could you với can you, tức là dạng interrogative, tức là dạng câu hỏi. Đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là phải giải thích cho người ta tại sao người ta không nên làm như vậy. Đó là grounder. Đó, cho nên là đây là một cái mà chúng ta, khi bản thân chúng ta là người ES learner, người học và đồng thời cũng là người dạy, chúng ta cần phải aware về vấn đề này ạ. Cho nên là mặc dù chúng ta nhìn thấy cả một danh sách những từ vựng như thế này hoặc các cái phương pháp như này, nhưng chúng ta phải xem xét cả cấu trúc là gì ạ, cả PDR quay trở lại nhá, cả các gì về mặt gì ạ, về mặt quyền lực, về mặt mối quan hệ với họ hoặc là mỗi bước đầu hiện tại, thì chúng ta phải xem xét để chúng ta chọn cái phương pháp nào cho nó phù hợp, chứ không phải là chúng ta book bất cứ pick bất cứ cái chỗ nào ở trong cái danh sách này đều ok, được chưa ạ? Và một cái nữa mà tôi mong muốn các thầy cô có thể aware được, đó là phần thứ hai, đây là những cụm từ chúng ta nên tránh khi chúng ta mong muốn là câu yêu cầu của chúng ta trở nên dễ chịu hơn. Cũng dùng là supportive moves, nhưng mà ở dạng gì ạ, làm cho tăng mức độ khó chịu, intensifying. Ví dụ chúng ta nhìn thấy đây ạ, dùng những từ chúng ta có thể nhìn thấy terrible, frightful, rồi là bloody, damn, right now. Đó, thì quay trở lại giống chữ right now, giống như trường hợp của cô Thủy lúc nãy chia sẻ là học sinh nói là soon đúng không nhỉ, cô gửi cho em càng sớm càng tốt. Đó là những cái thứ thúc giục. Vì vậy cho nên là khi mà mình muốn làm cho câu của mình mềm đi thì mình phải dùng những từ nào và tránh những từ nào. Thì đó, cái phần này tôi sẽ dừng share cái phần này ở đây ạ. Lại sang phần tiếp theo. Share đâu? Chắc là như vậy. Tôi vừa với chia sẻ với các thầy cô các cái chiến lược cụ thể mà chúng ta sử dụng khi mà chúng ta phát ngôn. Bây giờ tôi sẽ dừng cái phần lý thuyết này và chúng ta sẽ chuyển sang phần của cô Thủy. Cô Thủy sẽ tiến hành là chúng ta cùng phân tích các một số cái tình huống mà chúng ta có thể gặp phải ở trong trong cuộc sống hàng ngày cũng như là việc giữa giáo viên và học sinh, và chúng ta từ đó áp dụng phần lý thuyết vào cái phần phân tích ví dụ này ạ. Xin mời cô Thủy. Vâng, xin cảm ơn cô Hạnh với phần trình bày rất là chi tiết. Em xin lấy thêm hai cái tình huống mà nhóm nghiên cứu của em là gồm có cô Thủy Minh, cô Thủy Minh, thầy Nguyễn Tuấn Anh hiện đang là phó khoa sư phạm tiếng Anh, và cô Đỗ Thị Thanh Hà hiện đang là giảng dạy bên trường Đại học Melbourne. Thì đây là tình huống thứ nhất. Trong cái nghiên cứu đó thì chúng tôi có 3 tình huống. Tình huống thứ nhất là yêu cầu sinh viên viết một cái bức thư hẹn gặp với giáo sư, là giáo viên đang dạy của mình ạ. Và bạn ấy muốn có cái cuộc hẹn đó, và tôi đã nhặt ra một cái ví dụ trong cái bức thư mà bạn ấy đã gửi cho giáo viên của mình. Thì xin mời các thầy cô giáo và các quý vị, tôi xin lỗi là nó hơi mờ một chút xíu bởi vì cái này chúng tôi đã scan nó một thời gian và bây giờ cái tài liệu này nó đã đi theo cô Thủy Minh sang đến nước Singapore và có lẽ bây giờ đang ở bên New Zealand rồi ạ, nên là sẽ hơi khó nhìn một chút xíu ạ. Và dựa trên cái lý thuyết mà cô Hạnh vừa mới trình bày thì xin mời các thầy cô và các quý vị cho tôi một số nhận xét xem cái bức thư này nó phạm những cái lỗi gì trong giao tiếp ạ.
Các thầy cô có ý kiến gì thì xin mời các thầy cô đánh vào màn hình chat ạ. Hoặc nếu các thầy cô muốn nói thì có thể giơ tay để chúng tôi sẽ xin mời bên kỹ thuật sẽ hỗ trợ các thầy cô trong phần phát biểu ạ. Một số thầy cô đã nhận ra được ngay rằng cái bức thư này khá cách viết khá là informal, chưa đủ tôn trọng đối với cả người nhận là thầy cô giáo của mình. Chưa giới thiệu bản thân mình là ai, chưa được lịch sự lắm. Đúng rồi ạ, write to me soon là hối thúc. Sai chính tả. Mắc lỗi ở chỗ yours faithfully. Các thầy cô rất là thạo trong cái việc phát hiện lỗi của sinh viên, của học sinh. Viết chưa thống nhất. Thiếu phần mở đầu, thiếu lịch sự. Lỗi từ, chưa giới thiệu qua về nội dung nghiên cứu để người ta còn biết là có nên có thể rút ra hay không. Ý kiến rất hay ạ. Sử dụng bút xóa, chưa thể hiện sự tôn trọng, viết sai chính tả. Đúng rồi. Các thầy cô nhìn kỹ hơn cho em cái phần về cái thời gian hẹn gặp và địa điểm hẹn gặp ạ. Các thầy cô để ý kỹ hơn cho em xem có vấn đề gì ở chỗ đó nữa không ạ? Bài chưa đúng form. Các thầy cô thử đặt mình là địa vị người nhận thư. Đúng rồi ạ, không đi với this Sunday. Hẹn vào ngày nghỉ. Rồi, rất giỏi. Đó, nếu thầy cô là người nhận được cái thư này và chúng ta sẽ có cảm nhận như thế nào khi học sinh của mình hẹn gặp xin ý kiến, xin gặp mình để hỏi bài nhưng lại ấn định cho mình luôn là thầy hãy gặp em vào thời gian này và vào địa điểm này. Và đấy là cái lỗi rất là lớn của sinh viên khi viết cái thư này ạ. Thì giống như các thầy cô đã nói thì cái bức thư này sẽ có mắc một số lỗi như là nó chưa đủ trang trọng, ví dụ như là vẫn còn chỉ hình thức là viết tắt. Đối với thư formal thì chúng ta không nên viết tắt là am, phải viết là I am, right? Ngoài ra thì chưa nói rõ là mình nghiên cứu về cái gì. Và một cái nữa là chúng ta sẽ phải phân tích cái PDR. Giáo sư này, giáo viên này là giáo viên đã dạy bạn ý cũng một thời gian thì bạn ý có thể viết Mrs. Smith không có vấn đề gì. Và cái sự thân thiết thì như làm sao. Và quan trọng hơn cả là cái imposition. Cái imposition ở chỗ này là cái mức độ phiền toái mà sinh viên có thể gây ra khi nhờ giáo sư giúp mình việc này việc kia. Thứ nhất là cái việc mà thầy chữa bài cho bạn ý có phải là trách nhiệm của thầy hay không. Nếu là trách nhiệm của thầy thì bạn ý chỉ cần sử dụng cái cấu trúc đủ lịch sự là cũng đã được rồi. Nhưng nếu như chỉ là một cái giáo viên dạy bình thường khác và không có trách nhiệm phải chữa bài, phải chữa cái research project cho bạn ý, cái dự án nghiên cứu cho bạn ý, thì có lẽ là ngoài cái phần cấu trúc ngôn ngữ trong cái request thì sinh viên cần phải cân nhắc đến những cái yếu tố làm giảm nhẹ trên là mitigating devices để cho các thầy cô, cái cô mà đọc được cái thư này sẽ cảm thấy là sinh viên này rất là chịu khó, rất là biết điều, đã cố gắng hết sức mình thì mình cũng nên giúp em ý một cái gì đó. Thế nhưng chúng ta cần phải tránh ở đây là có cái việc là ấn định gặp vào lúc 2 giờ chiều và vào ngày thứ bảy. Đấy là giờ không phải là giờ làm việc của các thầy cô và lại ở quán cố định luôn ạ. Và điều này là điều tối kỵ trong giao tiếp. Và nếu mà giáo viên là người nước ngoài đọc được cái thư như này thì họ rất là sốc. Họ sẽ coi rằng là cái người viết này là cái người chưa học đến nơi đến chốn ạ. Ngoài ra nữa là còn yêu cầu là phải write to me soon, phải viết thư ngay sớm cho em để báo cho em biết, để inform
cho em biết là cô có thể đến được hay không. Thế còn những cái lỗi ngữ pháp lặt vặt khác thì các thầy cô cũng đã phát hiện ở trong thư này, thì tôi xin phép là không được tập trung quá nhiều vào những cái lỗi đó. Nhưng tôi muốn nói đến cái lỗi ở trong cái lịch sự trong giao tiếp. Khi chúng ta muốn yêu cầu cái gì, chúng ta phải có một cái khoảng không cho người ta có thời gian để người ta lựa chọn người ta có thể giúp được mình hay không, người ta giúp vào lúc nào và người ta giúp như thế nào. Thì đấy là cái việc mà người nhận người ta sẽ quyết định. Thế thì tôi xin mời các thầy cô sẽ xem đến một cái tình huống thứ hai. Đây là tình huống mà bạn ấy muốn, bạn ấy đã viết xong cái project của mình, và bạn ấy muốn là cái giáo viên mà giúp bạn ấy làm giáo viên hướng dẫn cũng chính là cái giáo viên mà bạn ấy sẽ viết thư cho, và bạn ấy muốn nhờ giáo viên chữa bài cho bạn ấy ạ. Và đây là bức thư của bạn ấy ạ. Cái lỗi này thì cũng xin mời các thầy cô gửi vào màn hình chat ạ. Chắc là cũng phát hiện ra rất là nhanh ạ. Vâng, thầy Nguyễn Tuấn Anh, đồng tác giả đã có nhận xét ạ. Thiếu trang trọng. Thư mang tính áp đặt. Không giới thiệu tên. Viết tắt, viết sai chính tả. Xin mời thêm một vài ý kiến nữa của các thầy cô ạ. Vâng, không nói rõ học lớp nào. Vâng, cái bức thư này thì cũng khá là tương đồng với bức thư trước. Và ở đây có cái lỗi lớn nhất là cái lỗi về please write to me soon. Các thầy cô đã nhìn thấy ở đây. Còn một cái lỗi nữa mà tôi cũng thấy rất là hay phổ biến trong các cái bức thư của sinh viên viết là thank you in advance. Mình nghĩ rằng đó là một cái sự lịch sự bình thường, mình nói là xin cảm ơn các thầy cô trước ạ. Nhưng đấy lại là một cái lỗi trong giao tiếp. Khi chúng ta nói là thank you in advance là mình mặc định là người ta sẽ giúp mình. Thì đấy là một cái sự ngầm hiểu rằng cô không thể từ chối em được, cô phải giúp em. Thì cái đấy có lẽ là cái mà mình cũng nên tránh. Còn một tình huống nữa là khi, ví dụ không phải đối với request, nhưng mà khi mà đưa lời khuyên là you should. Và học sinh của Việt Nam thì theo như tôi quan sát là rất hay có thói quen sử dụng từ you should. Nhưng thật ra cái you should nó cũng khá là áp đặt. Nên đối với người nước ngoài, người ta hay dùng cái từ I think you should, I don't think thế này thế kia. Người ta sẽ cho thêm một số cái cụm từ nữa để đảm bảo đây là ý kiến cá nhân của người ta, và cái người nghe hoàn toàn có thể quyết định xem là mình có lấy cái ý kiến đó hay không. Thế thì xuất phát từ những cái lý thuyết mà chúng ta đã học, chúng ta sẽ hiểu được là vì sao trong một số cái quyển sách giáo khoa người ta có gợi ý một số cái cấu trúc, nhưng đôi khi chúng ta chưa giải thích, chưa có thời gian để giải thích kỹ lưỡng cho học sinh cái sự khác nhau về những cấu trúc đó, gây ra những cái sự hiểu lầm trong cái việc sử dụng ngôn ngữ. Và một cái phần quan trọng nữa, đây những cái phần mà cô Hạnh trình bày và hai cái ví dụ mà tôi lấy ở đây, nó mới chỉ là áp dụng đối với cả người bản ngữ nói tiếng Anh. Thế còn cái liên văn hóa thì sao? Có phải là lúc nào chúng ta cũng phải theo người Anh, người Mỹ hay không? Hay là chúng ta sẽ cần phải cân nhắc những yếu tố nào khác trong cái giao tiếp liên văn hóa? Thì để tiếp tục, tôi sẽ xin mời cô Phạm Thị Hạnh sẽ quay trở lại và trình bày cho chúng ta cái phần về lịch sự liên văn hóa. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn cô Thủy ạ. Giờ tôi sẽ màn hình tiếp. Okay. Như cô Thủy vừa nói thì và chúng ta cũng bàn luận từ lúc đầu, đó là gì ạ? Các lý thuyết về lịch sự trong ngôn ngữ là tiếng Anh, và đồng thời các cái tình huống mà vừa cô Thủy đưa ra ấy thì cũng là các tình huống trong tiếng Anh. Thế vậy thì các tình huống như vậy mà ở các ngôn ngữ và các nền văn hóa khác nhau thì liệu có giống nhau hay không? Có thể là các thầy cô cũng đã có cái phần mình quan sát riêng của riêng mình rồi ạ. Nhưng bây giờ tôi sẽ trình bày một số cái ví dụ mà các thầy cô có thể thấy là và tự nhận xét xem là nó có khác biệt hay không nhé. Theo trên slide chúng ta thấy ở đây là Hàn Quốc ạ. Đây theo tác giả Hoàng vào năm 1990 thì có nghiên cứu là nếu cha mà nói với con ấy thì nói là gì? Mang cho bố ít nước. Bring me some water.
Thế nhưng khi con nói với cha thì không thể nói là bring me some water, mà con sẽ nói là father, we will put this away, hoặc là we will bring me some water. Như vậy là bạn này đã chuyển sang ở dạng là thêm cái attention getter, cái chữ father ấy, là một trong những cái strategy mà chúng ta đã nhìn thấy ở phía trên này, và chuyển sang câu hỏi. Ở đây có lẽ là đây là về tuổi tác đúng không ạ? Hoặc là về power, chúng ta có thể xét như vậy. Một tình huống nữa là do tác giả người Nigeria có nghiên cứu vào năm 1989. Thì tác giả nói này thì có lấy ví dụ, một trong ví dụ rất là điển hình, đó là dạng câu yêu cầu. Người Nigeria cũng dùng, tôi quan sát thì thấy nó cũng khá là giống người Việt Nam, là gì ạ? Give me a piece of yam, cho con một miếng khoai đó. Thế nhưng mà người Nigeria, nếu mà người ta muốn lịch sự hơn thì người ta thêm một cái thành tố ngôn ngữ vào bằng tiếng Nigeria, có nghĩa là chữ small, tức một miếng nhỏ. Cái chữ nhỏ này đã đảm bảo được là rất lịch sự ạ. Cho nên là nếu chúng ta có thể, các thầy cô có thể nghĩ xem là cái này có giống với lại cái cách mà thông thường của người bản xứ nói tiếng Anh không nhé. Đấy là trường hợp của Nigeria. Một nghiên cứu khác về Nhật Bản của Masumoto năm 1988. Thì ở tình huống này tác giả có mô tả một tình huống như sau ạ, là một gia đình mang con gái đến một gia đình khác đến chơi ạ, và sau khi được giới thiệu với nhau thì cái người đến chơi mới nói là I ask you to treat me well but take care of my daughter well. Nếu chúng ta xét cái này ở dưới góc độ của tiếng Anh thì rõ ràng câu này là một câu mệnh lệnh, câu ra lệnh ạ, và không lịch sự. Tuy nhiên thì theo phân tích của Masumoto và từ phía quan điểm văn hóa của Nhật Bản thì ở đây là thực ra là người nói đã tỏ cái thái độ là gì ạ? Mình khá là khiêm tốn này, mình không có cái cách để chăm sóc con tốt cho nên mình phải nhờ vả người khác. Vì vậy nếu chúng ta dịch sang tiếng Việt thì có thể hiểu là gì ạ? Nhờ bác chăm cho con gái tôi tốt nhá. Đó, như vậy nếu mà chúng ta so sánh giữa của Nhật Bản với của tiếng Anh thì chúng ta cũng thấy sự khác biệt đúng không ạ? Ở Việt Nam thì cũng thế thôi, mình cũng đến và mình cũng nhờ giống như người Nhật Bản. Nếu mà chúng ta xét, nếu ta dịch ra thì cũng là để nhờ bác chăm hộ từ con gái tôi. Theo nghiên cứu của Vũ năm 1999 thì đây là một ví dụ khác ạ. Là khi chúng ta đến chơi nhà người khác và thường chúng ta hay tỏ sự là gì, mến mộ người khác và mong muốn mời người ta ở lại, thì theo tiếng Anh hay sử dụng câu là why don't you stay until the end of the day, sao anh không ở lại đến tối không về, ví dụ thế. Thì trường hợp này Việt Nam lại dùng câu là you must stay, nếu chúng ta dịch trực tiếp là you must stay as my guest till the end of the day, dịch là gì, bác phải ở lại đây đến tối nhá. Đấy, như vậy là cái chữ phải này á, chúng ta hiểu là gì, chúng ta rất nhiệt tình đúng không ạ? Như vậy theo, nếu theo văn hóa Việt Nam thì đây là rất nhiệt tình ạ. Đó, cho nên là lại một cái sự khác biệt này nữa ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái ví dụ hơi dài một chút, và đây là bạn láng giềng của chúng ta, đấy là người Trung Quốc theo Mao 1999. Và đây là một tình huống sau khi mà hai người này, ông X và bà W Wang, bà Wang ạ. Bà Wang đến đến nhà ông X để chơi và ăn tiệc. Sau khi ăn xong thì còn thừa rất nhiều thức ăn. Thì ở đây ông X mời như sau ạ. Thừa cho nên ông X muốn bà Wang mang một ít về. Thì nếu chúng ta nhìn ở đây, tôi cho cả hai dạng ngôn ngữ. Ngôn ngữ là dịch trực tiếp từ tiếng Trung ra, còn một ngôn ngữ là chúng ta chuyển ngữ sang tiếng Anh cho câu nó mềm. Thì nếu ta dịch thì nói thế nào ạ? Này, còn nhiều mì lắm, đúng không? Mang về một ít đi. Đó, như vậy nếu nói tiếng Anh thì như vậy. Và bà Wang trả lời là gì ạ? Thôi không cần đâu ạ. Bác cứ giữ đấy mà dùng. Bác cứ giữ đấy mà ăn. Ông ấy chỉ tiếp tục bảo gì ạ? Ôi nhiều lắm, không ăn được hết đâu. Không ăn được hết đâu. Bà Wang lại trả lời là gì ạ? Thôi thế thì không phải. Ý nói là gì? Mang về nhà thế thì lại không phải. Bọn tôi ăn ở đây nhiều quá rồi. Mang về lại bất lịch sự. Ai lại mang về nữa? Từ chối đấy ạ. Tiếp theo là gì ạ? Ông X gì bảo bà Wang là gì ạ? Thôi, không phải giữ kẽ, đúng không? No polite, không giữ kẽ. Lấy một ít mà ăn đi, để lại một ít thôi. Cái mì này mà để lại lâu thì không ăn, không còn ngon nữa, để lâu không để được. Tức là tự người ta dìm hàng nhau đấy ạ. Tự ông X này đang nói lại là gì? Thôi cố gắng giúp tôi. Ý nói là giúp tôi mang về đi ạ.
Bà Quang bảo là gì? Vâng ạ, thế thì cho em xin một ít. Đó. Lúc này mới bắt đầu đồng ý ạ. Sau một hồi gọi là đẩy qua đẩy lại quả bóng thì bắt đầu bà Quang mới đồng ý lấy chút ạ. Và ông X vẫn tiếp tục là gì ạ? Bảo là gì ạ? Hôm nay lấy thêm đi, đúng không? Lấy nhiều vào. Nhà tôi không ăn hết đâu. Còn bà Quang thì khen câu là gì? Vâng, bác tốt quá, bác tốt bụng quá. Đó. Và lại tiếp tục ông X bảo là gì? Thôi cứ lấy nhiều vào, đúng không ạ? Như vậy nếu mà chúng ta quan sát tình huống này thì thấy rằng là gì ạ? Các thầy cô thử thấy xem là nó có giống với người Việt Nam hay không ạ? Các thầy cô thử quan sát cái này và bạn đánh vào chat box cho tôi biết rằng là các thầy cô có thấy giống không? Có thấy giống với ở Việt Nam không? Cái tình huống mà mình mời người khác mang đồ về đấy ạ. Vâng, rất giống. Còn tôi nhìn thấy trên màn hình này có ạ. Vâng, rất giống, vâng, rất thực tế. Mặc dù là nghiên cứu từ năm 94 nhưng nó vẫn hoàn toàn là phù hợp với chúng ta hiện nay bởi vì văn hóa của mình khá là giống người Trung Quốc, đúng không ạ? Thế thì chúng ta hãy so sánh với lại người bản ngữ xem thế nào. Đây là tình huống mà tôi đã trải qua. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh nhé. Vì nếu mà tôi đếm lại, nếu các thầy cô này, tôi sẽ quay trở lại hai slide này. Slide số 1 là chúng ta có 4 lần qua lại, được chưa? 4 lần qua lại giữa ông X và bà W, bà Quang. Đó. Đến slide số 2 là có bao nhiêu ạ? Nopolai này, 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy tổng cộng là đẩy qua đẩy lại 9 lần thì mới đồng ý để mang mì về. Tuy nhiên tôi có thể cho thầy cô biết một cái tình huống mà tôi đã trải qua là khi tôi cũng đề nghị người khác lấy quà của tôi. Đó là khi tôi tiến hành về nhà lấy dữ liệu từ Úc về. Khi tôi về thì đương nhiên khi sang Úc tôi cũng mang theo một ít cà phê. Vì đấy là cái món quà là rất là món quà là rất là phổ biến của người Việt Nam khi ra nước ngoài, vì là Trung Nguyên là một công ty rất lớn, đúng không, và ai cũng biết tiếng của nó trên thế giới và mình cũng thấy rất là ngon. Thế khi mình sang thì mình có gặp bạn gọi là người giúp mình đã chấm bài để cho mình làm đề án. Bạn ấy là người Úc và bạn ấy là sinh viên đại học năm cuối. Thì mình có bảo bạn tên Emily và mình bảo là Emily, I have some present for you, this is some coffee. Thế thì bạn ấy quay trở lại, bạn ấy không đẩy qua đẩy lại giống như người Trung Quốc thế này đâu ạ. Bạn nói câu là gì biết không ạ? Bạn nói là gì ạ? Are you sure? Are you sure? Bạn ấy chỉ hỏi đúng có, bạn ấy hỏi đúng có ba từ như vậy thôi ạ. Are you sure? Và tôi cũng bảo yeah, sure. Just take it. Và cô này lấy luôn và thế thôi ạ. Như vậy chúng ta đếm tổng cộng là chỉ có 3 turn, đúng không ạ? Chỉ có tôi mời này, bạn hỏi cái câu are you sure? Thế là mình bảo sure. Xong, hết. Như vậy có 3 turn. So với lại cái phần đẩy qua đẩy lại của người Trung Quốc và người Việt Nam thế này, chúng ta thấy có 9 turn luôn. Như vậy từ cái này chúng ta có thể thấy rằng là gì? Sự lịch sự là gì? Có sự ảnh hưởng của văn hóa, không phải là hoàn toàn theo cái framework mà chúng ta vừa quan sát của Brown and Levinson từ lúc đầu. Tức là chỉ có PDR không đấy ạ. Và đôi lúc chúng ta, nếu mà chúng ta quan sát kỹ nữa là người Việt Nam mình và người Trung Quốc và hầu hết người châu Á đều để ý cả đến độ tuổi nữa. Và điều này nói lên điều gì ạ? Nói lên là chúng ta khi bước vào một cuộc hội thoại hay vào giao tiếp thì chúng ta phải để ý đến vấn đề văn hóa. Có câu hỏi là, một số người có hỏi tôi là thế thì làm sao mà mình biết được hết các văn hóa? Vì vậy cho nên đặt ra câu hỏi là chúng ta lúc nào cũng phải learn, đúng không? Lúc nào cũng phải để ý và học. Khi bước vào một văn hóa mới thì chúng ta sẽ học ạ. Cho nên là không thể nào mà trong lớp học chúng ta dạy hết cho các bạn học sinh và bản thân chúng ta cũng không biết hết. Và chúng ta sẽ học cùng với học sinh, đấy là quan điểm của tôi. Tôi lấy một ví dụ nữa, cũng là thực tế, ngày tôi đi Mỹ hồi khá là trẻ, 25 tuổi. Khi tôi sang thì tôi quan điểm là gì? Trước khi sang mà cái hồi đấy là năm 2002, tức là hồi mà internet rất là hiếm ạ. Và tôi nhớ là chồng tôi khi muốn liên hệ với tôi là mất hơn 1 triệu đồng một tháng cho tiền internet. Tức là chỉ là quay vòng 1 2 3 4 5 gì đấy, kêu to te te xong nó vào đấy ạ. Rất là tốn tiền để liên hệ với vợ. Để nói với các thầy cô là hồi đấy là cực kỳ là gọi là gì, rất là khó khăn khi sang Mỹ. Và khi mình sang thì mình như một con gọi là gì ạ, con nai vàng ngơ ngác không biết gì đâu ạ. Khi sang thì mình bớt, trước khi mình sang là nếu các thầy cô đã từng đi Mỹ thì hoặc là đi nước ngoài vào thời điểm đó thì biết là công an gọi là bên P25 đúng không ạ, là có gặp và hỏi nói là thầy cô đi sang đấy thầy cô phải giữ thể diện cho nước mình, mang bộ mặt của nước mình ra nước ngoài. Và tôi rất là tâm đắc câu đấy. Và tôi đi ra nước ngoài thì tôi phải cố gắng làm sao để mình không ảnh hưởng gì đến cái con gọi là gì, hình ảnh của người Việt Nam cả.
Thế nhưng có một chuyện xảy ra thế này ạ. Đó là vào sau đúng một tuần tôi sang vào kỳ mùa thu, vừa mới sang được một tuần xong còn đang mọi thứ rất là mới, thì bất ngờ có một khi mình bước ra khỏi thư viện vào buổi chiều thì có một người đi theo tôi, gọi là stalker. Lúc đầu tôi không biết đâu, mình nghĩ là sẽ có người là tham gia vào cuộc hội thoại mình và mình có cơ hội để mình nói tiếng Anh, vì hồi đấy rất là hiếm được nói tiếng Anh các bạn ạ. Nhưng mà sau 20 phút thì anh này đi theo tôi 20 phút luôn. Và tôi bắt đầu sợ. Thế là tôi mới bảo là thôi bây giờ đi qua library rồi ta phải vào đây một chút thì bye bye mày nhá. Cảm ơn đã nói chuyện, vẫn cảm ơn ạ, bởi vì lịch sự mà. Mình học về lịch sự đấy. Cảm ơn, vào ngồi đấy 20 phút tôi check thư xong tôi lại đi ra. Nhưng đi khoảng 5 phút nghe thấy ngay lập tức có một người hai đằng sau và quay lại đúng cái người vừa xong đã nói chuyện với mình. Và mình bắt đầu rất sợ hãi và mình nghĩ là có vấn đề. Nhưng mà đã đến gần nhà tôi rồi cho nên là tôi không dám vào nhà và tôi lại đi tiếp. Tôi cứ thế đi và bạn cứ tưởng tượng là bạn xem phim Mỹ thì bạn thấy là có các block khác nhau ạ. Và khu cái khu mà tôi để ở đấy là rất là quiet, rất là không có người mấy. Và mình đi qua 7 block luôn bởi vì mình rất sợ và mình không dám và mình cũng không biết là police station ở đâu. Và tôi rất hậm và cuối cùng là gì? Tôi cũng phải giải cứu người nọ người kia, tôi phải làm cuối cùng làm sao để nó đi mất và mình vào nhà người quen. Thì tôi sợ vô cùng và cuối cùng tôi chạy về nhà, vừa chạy vừa khóc và chiều hôm đấy là không thể đi hội thảo được. Đấy là một cái trauma đối với tôi. Nhưng mà các bạn có biết không, khi tôi về thì tôi gặp cái bạn mới đến trong cái khung cùng nhà đấy ạ, thuê apartment đấy. Bạn ấy là một người đại học, học đại học ạ, và share trong cùng nhà và ở một cái phòng khác. Thì bạn ấy có bảo là gì, bạn ấy lúc đấy là gì, đầu tóc vàng đúng không? Nhuộm xanh nhuộm đỏ. Và lúc đấy bạn cứ tưởng tượng năm 2002 thì mình sẽ cảm giác thế nào, một bạn rất ăn chơi đúng không ạ, vì mình chưa bao giờ được expose với lại cái văn hóa như vậy. Bạn ấy nói cái gì biết không ạ? Tại sao, why didn't you say leave me alone, leave me alone? Và bạn ấy dùng chữ F word, từ rất là tệ đúng không ạ, để chửi ấy, bảo mình phải chửi đúng không ạ. Thế mình mới bảo câu là gì, ôi tại sao là tôi làm sao có thể nói câu xấu xí như thế được. Đó là một câu chuyện mà khi chúng ta reflect lại thế nào lịch sự đấy ạ, thì quay trở lại câu chuyện là gì ạ, chúng ta phải lịch sự đúng vào tình huống đúng không ạ, đúng vào văn cảnh. Đối với những người không thể lịch sự được thì chúng ta không thể lịch sự như vậy được. Và đấy là bài học dành cho tôi. Và nhưng mà các bạn biết không, đúng 2 năm mà tôi ở Mỹ ấy, là đúng một lần vào năm sau tôi nhìn thấy cái người đấy đi phía bên kia đường, tôi rất là sợ luôn. Đó, cho nên là câu trả lời là gì ạ? Thế làm thế nào lịch sự và lịch sự khi nào? Như vậy chúng ta lại phải xem xét lại tình huống và văn hóa. Đó, thì đó là câu chuyện của tôi. Và bây giờ tôi sẽ đấy là các kết luận mà chúng ta có thể thấy đó là gì ạ? There are some factors that affect people's use of politeness theories, and that vary from culture to culture. Bây giờ xin mời các thầy cô có thể sang phần số 3. Xin giới thiệu cô Khánh Huyền từ trường phổ thông trung học Nguyễn Huệ, chuyên Nguyễn Huệ, và sẽ trình bày với thầy cô về phần sẽ áp dụng nguyên lý lịch sự vào trong giảng dạy một phần trong bài giảng dạy như thế nào ạ? Cảm ơn các thầy cô. Vâng ạ, xin cảm ơn các chia sẻ rất là thú vị của cô Hạnh cũng như là cô Thủy ạ. Và sau đây thì để tiếp tục buổi hội thảo thì tôi xin phép được trình bày một cái lesson plan của một tiết dạy trong chương trình sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục mà có áp dụng cái đường hướng giao tiếp lịch sự. Đầu tiên thì tôi xin phép được chia sẻ màn hình ạ. Và trước khi đi vào một cái lesson plan cụ thể thì tôi xin phép được cung cấp các lý thuyết về các cái hoạt động ở trong giờ học giảng dạy theo định hướng đường hướng giao tiếp lịch sự. Và lý thuyết này thì được trình bày một cách rất là chi tiết ở trong cuốn sách Teaching Pragmatics in EFL Classroom của hai chuyên gia, đó là cô Nguyễn Thị Thủy Minh và thầy Lê Văn Canh. Tuy nhiên là vì thời gian hạn chế của buổi hội thảo cho nên là tôi xin phép được tóm tắt các phần một cách ngắn gọn nhất ạ. Hoạt động đầu tiên có tên là Awareness Raising và tạm dịch là hoạt động nâng cao nhận thức. Trong quá trình học tập để ứng dụng các cái cấu trúc vào hoàn cảnh phù hợp thì học sinh sẽ cần phải chú ý tới cái mối quan hệ giữa cấu trúc và mục đích sử dụng của cấu trúc đó là gì. Vì vậy mà ở bước đầu tiên thì giáo viên cần hướng sự chú ý của học sinh vào các cái kiến thức đầu vào và để học sinh có thể phân tích được các yếu tố liên quan đến văn hóa xã hội và cái cấu trúc sử dụng. Có 3 cách để giúp học sinh nâng cao nhận thức là gồm có direct explanation, giải thích trực tiếp cho học sinh, hoặc là awareness raising task là những cái bài tập
nâng cao nhận thức, và cuối cùng là cái Structured Input Task. Và trong cái lesson plan mẫu ngày hôm nay thì tôi sẽ chọn kết hợp giữa Awareness Raising Task và Direct Explanation. Và sau đây thì tôi xin đi vào cụ thể hơn về bài tập nâng cao nhận thức, với mục đích là giúp cho học sinh hiểu được về ý nghĩa của cấu trúc cũng như là cái ngữ cảnh xã hội mà các cấu trúc đó được sử dụng. Thì một bài tập mà nâng cao nhận thức điển hình thì thường là cung cấp cho học sinh một vài cái mà chúng ta gọi là cái dữ liệu ngôn ngữ, tức là ví dụ như một đoạn hội thoại này, hoặc là các cái bức email mẫu mà có chứa cái cấu trúc mà học sinh cần học. Và sau đó thì giáo viên sẽ đưa ra một vài những câu hỏi đi kèm để giúp cho học sinh phân tích được cái yếu tố về mặt ngữ cảnh và rút ra cái quy tắc sử dụng ngôn ngữ ở trong cái ngữ cảnh đó. Và các câu hỏi thì nó có thể tập trung vào cái language forms, là cái cấu trúc ngôn ngữ, là nghiên cứu một mẫu cụ thể, sau đó thì tìm ra cấu trúc mà người bản xứ hay dùng để ví dụ như là bắt đầu hoặc là thay đổi một chủ đề nào đó ở trong bức thư, hoặc là tìm hiểu các cấu trúc diễn đạt khác nhau được sử dụng trong các hành vi ngôn ngữ. Ví dụ như là nếu như mà là lời khuyên thì em sẽ sử dụng cấu trúc nào, và giúp cho học sinh, các câu hỏi đó sẽ giúp cho học sinh nhận ra được cái mức độ trực tiếp hoặc gián tiếp của các cấu trúc đó. Bên cạnh đó thì các cái bài tập nâng cao nhận thức thì còn tập trung vào giúp học sinh phân tích được cái chuẩn mực văn hóa xã hội bằng cách là phân tích các yếu tố ngữ cảnh như là PDR mà cô Hạnh và cô Thủy vừa trình bày ở phần trước. Và học sinh cũng sau khi phân tích được thì cũng sẽ hiểu được là các cái yếu tố này thì sẽ ảnh hưởng đến cái việc lựa chọn ngôn ngữ của người nói hoặc người viết như thế nào. Vâng, và trên slide tiếp theo trên màn hình thì tôi cũng đã liệt kê ra các câu hỏi mà thầy cô có thể sử dụng ở trong hoạt động nâng cao nhận thức cho học sinh. Thứ nhất là về power, là về quyền lực. Thì đây là các cái câu hỏi chung, ví dụ như là hỏi về người nói và người nghe, hoặc là người viết và người nhận thư là ai. Và cái về địa vị xã hội của họ thì có bằng nhau hay không. Và tiếp theo là về distance, là về mối quan hệ, tức là giữa hai người giao tiếp với nhau này có mối quan hệ gần gũi hay là xa cách, hay là hoàn toàn là không quen biết gì nhau cả. Và tiếp theo là các cái câu hỏi về cái mức độ phiền toái hoặc là cái sự áp đặt, là liệu cái người nhận thư hoặc là người nói chuyện với mình có trách nhiệm là phải trả lời cái yêu cầu đó của mình hay không. Và đây chỉ là những câu hỏi rất là chung và tùy thuộc vào từng cái bài tập cụ thể mà các thầy cô sẽ thiết kế ra những câu hỏi cụ thể bám sát với cái dữ liệu ngôn ngữ mà mình đã cho học sinh ở phần đầu, để giúp học sinh có thể phân tích được cái yếu tố về văn hóa xã hội cũng như là cái cấu trúc của cái dữ liệu ngôn ngữ đó. Và sau khi mà đã thực hiện xong cái hoạt động nâng cao nhận thức rồi thì cái bước thứ hai thì học sinh sẽ có thể thực hành. Thầy cô có thể cho các em thực hành cá nhân hoặc là thực hành theo nhóm hoặc theo cấp. Và các em cũng có cơ hội được tự đánh giá qua cái bài tập Self-Reflection Task. Cái bài tập tự đánh giá, tự chiêm nghiệm này thì thầy cô có thể tạo ra một cái checklist các câu hỏi mà để giúp cho học sinh là dựa vào trả lời các câu hỏi đấy để xem bài của mình nó đã đáp ứng được những cái yêu cầu đặt ra hay chưa. Và cuối cùng thì là nhận xét của giáo viên. Và vừa rồi là phần trình bày ngắn gọn về lý thuyết các hoạt động ở trong lớp học. Và sau đây thì tôi sẽ áp dụng các cái hoạt động đó vào một bài dạy trong chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 học kỳ 1. Và nếu như các thầy cô có sách giáo khoa ở đó thì các thầy cô có thể mở sang trang số 22. Và ở trên màn hình đây thì tôi cũng đã cắt một hình ảnh, một bài tập từ file PDF của sách, và nó cũng hơi mờ một chút. Và tuy nhiên thì cần chú ý rằng đây là một cái tiết học ở trong sách giáo khoa, thì đây là một tiết học khá là dài với một bài đọc ở đầu, sau đó học và hai bài viết tiếp theo hoạt động yêu cầu học sinh viết đấy ạ. Và tuy nhiên thì với mục đích là tập trung vào việc phát triển kỹ năng viết email thỉnh cầu của học sinh thì tôi sẽ chỉ tập trung vào bài tập số 3. Và với cái hoạt động còn lại thì tùy vào tình hình của lớp học
thì các thầy cô có thể cân nhắc là sẽ giao bài tập đọc ở cho các em học ở nhà, hoặc là sử dụng một tiết học thừa nó khác để tiếp tục cái phần bài tập tiếp theo. Và như các thầy cô thấy ở trên màn hình thì đề bài của trong sách giáo khoa yêu cầu là sách giáo khoa yêu cầu đề bài là một vài người thì đã viết thư để xin ý kiến của chuyên gia, xin ý kiến về chế độ ăn uống của bọn họ, và yêu cầu học sinh sẽ thực hành viết một cái bức thư yêu cầu tương tự như vậy. Và như là các thầy cô đã thấy ở trong đề bài này có một vấn đề, đó là các cái thông tin của người nhận là chưa đầy đủ, chưa được đưa ra một cách rõ ràng, là học sinh sẽ chưa biết được là mình sẽ gửi thư cho ai, là người đấy có mối quan hệ như thế nào đối với mình. Và cấu trúc của một bức thư mẫu ở đây thì cái ngôn ngữ của nó đang đan xen giữa một chút là formal, một chút là informal. Và vì vậy mà tôi sẽ không lấy hoàn toàn cái đề bài này mà sẽ thay đổi một chút để cho phù hợp với để tạo thành một cái dữ liệu ngôn ngữ phù hợp cho học sinh. Và cũng xin chia sẻ một chút với các thầy cô về cái trải nghiệm của tôi khi mà dạy bài này ở trên trường, ở trên lớp. Thì vì thời gian cũng chỉ có 45 phút và có rất nhiều hoạt động yêu cầu học sinh cần phải làm, cho nên là đến cái hoạt động này thì tôi chỉ có yêu cầu học sinh là các em lưu ý là ngôn ngữ chúng ta viết thư cho chuyên gia thì chúng ta cần phải dùng cái ngôn ngữ trang trọng. Và sau khi mà tôi nhận lại được các cái bài tập của học sinh thì trong đó có một bài tập khiến tôi rất là chú ý tới, đó là học sinh đó thì viết rất giống như cái cấu trúc, cái format rất giống như là cái bài mẫu ở đây. Tuy nhiên thì cái lời thỉnh cầu của học sinh nó chỉ đơn giản là please give me some advice. Và lúc đó thì khi mà chấm bài thì mình mới nhận thấy là ồ, nếu như mình mà là một người nhận thư ở trong cái trường hợp này thì mình sẽ rất là không muốn trả lời cái bức thư đó. Và như vậy thì nếu như sau này học sinh của mình mà ở trong một cái tình huống thực tế mà viết thư cho một người lạ, một người có cái mối quan hệ xa cách với mình mà cũng viết thư như thế này thì nó sẽ không đạt được cái hiệu quả trong giao tiếp. Và đó lý do vì sao mà tôi thấy là cái việc mà chúng ta áp dụng cái đường hướng giao tiếp lịch sự vào để giảng dạy cho học sinh là một điều rất là cần thiết. Và sau đây thì tôi đã xin chiếu cái phần bài tập mà tôi đã thiết kế lại dựa trên cái phần bài tập mẫu ở trong sách giáo khoa. Như các thầy cô có thể thấy ở đây thì cái đề bài ở trong phần bài tập tự thiết kế này nó đã rõ ràng hơn. Đó là học sinh ở một trường học thì viết thư cho một chuyên gia về sức khỏe, và chuyên gia sức khỏe này là chuyên gia của trường, và để xin một vài lời khuyên để cho cái chế độ ăn uống của học sinh. Ở bên tay trái màn hình của chúng ta thì các thầy cô có thể thấy đây là cái bài mẫu mà tôi đã lấy từ ở trong sách giáo khoa. Và ở bên tay phải thì là bài mẫu mà giáo viên đã tự thiết kế. Và đây, cái bước đầu tiên ở trong hoạt động nâng cao nhận thức là bước chúng ta thiết kế cái dữ liệu ngôn ngữ cho học sinh. Và sau đó, khi đã có cái dữ liệu ngôn ngữ đây rồi, thì giáo viên sẽ cần phải thiết kế các cái câu hỏi giúp cho học sinh có thể phân tích được cái yếu tố về mặt ngữ cảnh, yếu tố về mặt cấu trúc, để giúp cho học sinh có thể viết một bức thư một cách hoàn chỉnh. Và để giúp cho các thầy cô có thêm cơ hội thực hành, thì xin mời các thầy cô sẽ vào cái đường link Padlet. Xin mời bên kỹ thuật gửi giúp em cái link vào trong phần chat cho các thầy cô. Và thầy cô xin vui lòng vào đường link Padlet đó và đặt các câu hỏi định hướng cho học sinh phân tích ngữ cảnh về power hoặc distance hoặc là rank of imposition và các cấu trúc ngôn ngữ để học sinh được phân tích cái đề bài đã giao. Và chúng ta sẽ có khoảng tầm 5 đến 7 phút cho hoạt động này ạ.
Để có thể đặt được câu hỏi thì các thầy cô vào đường link đó và ấn vào cái nút. Ấn vào dấu. Vâng, để có thể đặt được câu hỏi thì các thầy cô có thể ấn nút vào dấu cộng và sau đó bắt đầu đánh câu hỏi của mình ra ạ. Dấu cộng ở bên góc phải dưới màn hình đấy ạ. Đây ạ, ví dụ như chúng ta thấy là có dấu cộng ở góc phải màn hình và sau đó tôi sẽ ấn vào đó. Rồi cái phần subject này thì các thầy cô có thể ghi tên của mình vào, còn nếu như mà không muốn thì các thầy cô chỉ cần viết câu hỏi của mình vào cái phần write something ở đây là được ạ. Và sau khi các thầy cô viết xong thì sẽ có nút publish ở bên trên. Các thầy cô ấn nút publish thế là được ạ. Vâng, ở đây tôi đã nhận được khá nhiều các cái câu hỏi của thầy cô và các thầy cô thì đều đã đặt được, đa số đều đã đặt được các cái câu hỏi rất chính xác và giúp cho học sinh có thể phân tích được ngữ cảnh của đề bài. Chắc là chúng ta sẽ chờ thêm khoảng 1-2 phút nữa thôi ạ.
Vâng, thời gian thì cũng đã hết rồi ạ. Rất xin cảm ơn các thầy cô đã tham gia vào hoạt động này. Và ở trên đây thì tôi cũng đã nhận được rất nhiều các cái câu hỏi đóng góp của các thầy cô. Và vì thời gian không cho phép cho nên tôi sẽ chỉ chọn một vài câu trả lời đây để nhận xét ạ. Rồi, với ba câu hỏi của một thầy cô giấu tên ở đây. Câu hỏi đầu tiên, what is the relationship between the writer and the receiver? Thì đây là một câu hỏi rất là tốt để giúp cho học sinh có thể nhận ra được cái mối quan hệ, tức là cái distance giữa học sinh, giữa người viết và người nhận thư với nhau. Và cái số 2, is the request hard for the receiver? Tức là theo như tôi hiểu thì ý của thầy cô ở đây là cái lời thỉnh cầu này có khó để cho người nhận thư thực hiện hay không? Thì cái câu hỏi này là đang hướng tới đến cái mức độ, có thể là cái mức độ phiền toái mà bức thư nó sẽ gây ra. Và câu số 3 cũng là một câu rất hay. If you were the consultant, which letter would you respond to? Là cái mức độ hiệu quả của hai cái bức thư này, giúp học sinh so sánh được mức độ hiệu quả của hai bức thư này là vậy thì trong hai bức thư đó thì em thấy là bức thư nào nó hiệu quả hơn? Xin cảm ơn thầy cô. Một thầy cô khác thì còn có thêm một câu hỏi về cấu trúc nữa là do students identify themselves in a brief manner, là về thực ra là về nội dung của bức thư, là học sinh có giới thiệu bản thân mình ở trong một cái manner hợp lý hay không. Thì đây cũng là câu hỏi giúp cho học sinh nhận thức ra được về mặt language forms, là về mặt cấu trúc. Câu hỏi tiếp theo, do students and experts know each other well or are they strangers? Thì câu hỏi này thì cũng đang nhấn mạnh vào cái distance, là cái mối quan hệ giữa người gửi và người nhận thư. Và câu hỏi của các thầy cô cũng có một ý rất là hay, đó là which expression do two students use to ask for advice? Là đang vẫn là đang tập trung vào cái cấu trúc ngôn ngữ, đó là cái cấu trúc nào được học sinh sử dụng để thực hiện cái hành động là thỉnh cầu hoặc là xin người khác đưa lời khuyên cho mình. Và cái cuối cùng là in which letter is the level of imposition higher, là cái mức độ phiền toái nào, mức độ áp đặt nào thì ở bức thư là cao hơn. Thì tôi nghĩ là cùng với cái mục đích là hỏi về cái mức độ phiền toái, mức độ áp đặt, thì thầy cô có thể wording lại câu hỏi một chút, bởi vì học sinh sẽ chưa hiểu được cái level of imposition là gì. Các thầy cô có thể cân nhắc là chuyển cái wording lại câu hỏi này sang một cái câu hỏi nào nó quen thuộc với học sinh hơn. Ví dụ như is the receiver responsible for answering the question chẳng hạn. Và sau đây thì tôi xin phép chia sẻ các cái câu hỏi gợi ý mà tôi đã chuẩn bị cho cái đề bài này. Ví dụ với câu đầu tiên thì tôi cũng chia sẻ cũng khá là giống với đa số các thầy cô, đó là who are these students writing to and how close is the relationship, là các câu hỏi này đang tập trung vào người nhận và mối quan hệ giữa người nhận và người gửi thư là gì, là về distance. Và cái câu hỏi thứ hai là which email sounds more formal and why? Thì câu hỏi đang tập trung vào cái language form, cấu trúc ngôn ngữ nào khiến cho bức thư này nó trở nên trang trọng. Cái câu hỏi số 3 là nói về trách nhiệm, tức là về cái mức độ áp đặt hoặc mức độ phiền toái của cái bức thư này, là chuyên gia ở trong cái trường hợp này có trách nhiệm là phải trả lời email của em hay không? Và cái việc mà người ta có trách nhiệm hay không là cũng sẽ ảnh hưởng đến cái ngôn ngữ mà chúng ta lựa chọn. Và đến câu số 4 là về cái mức độ hiệu quả của bức thư, là nếu như em mà là chuyên gia ở trong cái trường hợp này thì em sẽ thích cái nhận cái email nào hơn và tại sao. Thì các câu hỏi mà các thầy cô đưa ra có thể khác nhau về mặt wording, tuy nhiên thì nó sẽ giống nhau ở một điểm, đó là các thầy cô hãy bám sát vào cái cấu trúc là phân tích về power này, về distance này, về imposition, và các câu hỏi để giúp cho học sinh khơi gợi ra được cái cấu trúc sử dụng ở trong email đó. Đó là bài tập đầu tiên, là về nâng cao nhận thức, là để giúp cho học sinh phân tích được yếu tố về mặt ngữ cảnh. Tiếp theo thì tôi cũng sẽ có một cái bài tập thứ hai, đó là giúp cho học sinh phân tích được, nhận ra được cấu trúc
của một bức thư, letter of request, thì mình sẽ có các phần như thế nào? Và đây là bài tập về matching, các phần với cái chức năng. Để cho hoạt động này nó có thể sôi nổi hơn ở trong giờ học thì các thầy cô có thể là phát những cái mẩu giấy và yêu cầu học sinh là làm việc theo hoạt động theo nhóm và nối ghép các cái mẩu giấy đó với các phần thích hợp, các mẩu giấy mà có chứa các chức năng đó với các phần thích hợp, và nhóm nào mà làm nhanh nhất chẳng hạn thì sẽ có thể là đạt được một phần thưởng nào đó của thầy cô để thúc đẩy học sinh có động lực để tham gia vào cái hoạt động này. Và cái ở trên màn hình thì là phần key. Sau khi mà học sinh đã hoàn thành xong hoạt động đó thì các thầy cô sẽ đưa đáp án ra cho học sinh. Và hoạt động awareness raising task thì nó sẽ kết thúc và bằng cách là giáo viên sẽ chốt lại là các cấu trúc và cái ngôn ngữ được sử dụng ở trong đề bài này trong một cái hoàn cảnh là em đang viết thư cho một người có địa vị hơn em, rồi có mối quan hệ xa cách với em hoàn toàn không quen biết người khác, thì ở từng phần thì các thầy cô sẽ lại giới thiệu lại, chốt lại cho học sinh một lần nữa là em sẽ dùng từ ngữ như thế nào để cho bức thư của mình nó phù hợp với yêu cầu đề bài. Sau khi mà hoạt động nâng cao nhận thức đã kết thúc thì chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động thứ hai là hoạt động mà production, hoạt động thực hành của học sinh. Thì với bài tập này tôi sẽ cho học sinh trong một cái bối cảnh là lớp học có khoảng hơn 30 em, thì tôi sẽ có thể là cho học sinh làm việc theo nhóm khoảng tầm 3 đến 4 em ở trong cùng một nhóm và cùng viết một bức thư với đề bài mà đã giao. Và vì một tiết học của chúng ta chỉ có 45 phút cho nên tôi sẽ kết hợp luôn cả phần thực hành và phần tự chiêm nghiệm vào trong một hoạt động luôn. Và cái phần tự chiêm nghiệm thì tôi sẽ đưa ra các cái checklist cho học sinh là khi mà em viết xong rồi thì em hãy tự đánh giá bài tập của mình xem là em đã có đủ các cái phần như ở trong checklist đã đưa ra hay chưa. Và ở trên màn hình thì nó cũng chỉ là 4 câu hỏi gợi ý. Các thầy cô có thể tùy vào mục đích của bài dạy của mình, các thầy cô có thể thiết kế thêm các cái câu hỏi khác ở cho phần checklist để giúp cho học sinh tự đánh giá được bài của mình. Và cuối cùng sẽ là phần nhận xét của giáo viên. Thì các thầy cô có thể chọn trong cái quá trình đi quan sát học sinh thực hành, thì các thầy cô có thể chọn ra những bài mẫu nào, bài của nhóm nào mà viết tốt thì các thầy cô có thể lấy lên và nhận xét để giúp cho các bạn của nhóm khác học tập theo. Và có một cái bài nào mà nó có những cái lỗi mà các thầy cô nghĩ là học sinh cần phải chú ý thì các thầy cô cũng sẽ pick nó lên và chỉ ra cho học sinh. Vậy thì tóm lại ở trong một cái tiết dạy 45 phút thì tôi sẽ chia ra thành 5 phần. Phần warm up sẽ kéo dài trong khoảng 5 phút thôi. Tiếp theo là đến các cái hoạt động nâng cao nhận thức trong vòng 15 phút. Và phần production và self-reflection nó sẽ kéo dài trong 15 phút tiếp theo. Cuối cùng đến teacher's feedback là cái nhận xét của giáo viên là 7 phút. Và đến phần wrap up là kết thúc lại tiết học. Thì giáo viên sẽ hỏi lại xem là hôm nay chúng ta đã học được những gì và yêu cầu học sinh nhắc lại cái kiến thức mà chúng ta đã học trong vòng 3 phút đó thôi. Và đó cũng là phần trình bày của tôi ở buổi hội thảo ngày hôm nay. Và sau đây thì tôi xin tóm tắt lại những gì mà chúng ta vừa mới trải qua ở trong buổi hội thảo. Thứ nhất là chúng ta đã tìm hiểu là lịch sự ở trong tiếng Anh bản ngữ là gì và lịch sự ở trong các ngôn ngữ khác nó có sự khác biệt như thế nào và các yếu tố ảnh hưởng tới cách sử dụng ngôn ngữ. Và chúng ta hôm nay vì thời lượng không cho phép cho nên là chúng tôi cũng chỉ tập trung vào cái lời yêu cầu lịch sự khi mà chúng ta đưa ra lời yêu cầu ở trong tiếng Anh, và phần cuối cùng là áp dụng đường hướng lịch sự ở trong giảng dạy và một bài dạy học cụ thể ở trong chương trình ở trong sách giáo khoa. Và sau đây thì chúng ta sẽ chuyển sang phần câu hỏi và trả lời. Xin cảm ơn các thầy cô đã lắng nghe ạ. Mời bây giờ sẽ đến thời lượng là phần Q&A ạ. Xin mời các thầy cô mà có câu hỏi gì thì chúng ta tiếp tục cho vào trong phần chat.
Đây là những câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được khi mà các thầy cô đăng ký một số câu hỏi. Do phạm vi của workshop ngày hôm nay là tập trung vào phần request và đường hướng lịch sự, cho nên là chúng tôi sẽ tập trung vào những câu hỏi thuộc phạm vi của workshop này. Chúng tôi cũng nhận được các câu hỏi khác, thì có lẽ là chúng tôi sẽ tập trung vào những câu hỏi phía trên này. Đồng thời những câu hỏi khác thì chúng tôi sẽ cố gắng là liên hệ cá nhân với các thầy cô sau buổi tập huấn ngày hôm nay ạ. Câu hỏi. Chúng ta nhìn thấy trên màn hình là có 3 câu hỏi. Đây là khi các thầy cô đăng ký vào workshop thì chúng tôi có nhận được ạ. Câu hỏi số 1 của cô Nguyễn Hoàng Lan từ trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh. Làm sao để bản thân không còn phụ thuộc quá nhiều vào sách giáo khoa? Thực ra câu hỏi này thì không phải chỉ có một mình cô, tôi tin là như vậy. Bản thân tôi khi bắt đầu làm giáo viên thì cũng đã rất là loay hoay, vì là mình không biết là mình sẽ phụ thuộc vào sách giáo khoa bao nhiêu phần trăm, và mình sẽ làm thế nào để mình có thể đạt được mục đích là học sinh vẫn học được và vẫn có tự do trong việc giảng dạy của mình, học sinh vẫn học được nhiều thứ bên ngoài nhưng mà vẫn đáp ứng được yêu cầu của sách giáo khoa. Theo kinh nghiệm của tôi thì có lẽ đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn vào mục tiêu của bài học. Đấy là điều đầu tiên tôi tin tưởng như vậy. Nếu các thầy cô nắm được cái mục tiêu của buổi học ngày hôm đó là gì, thì chúng ta khi kết thúc buổi học, chúng ta cần đạt được mục tiêu đó. Và khi chúng ta đã xác định được, như vậy chúng ta xác định được cái outcome của bài đấy ạ. Thì cái việc là xác định rồi, thì bây giờ mình làm việc gì lại là mình sẽ quyết định dựa vào các gọi là các yếu tố, gọi là resources mà mình có. Ví dụ, để đạt được mục đích đó thì mình phải xem xét là mình có gì, giáo viên mình có gì này, về mặt công nghệ đúng không ạ? Sau đó mình thì xem là học sinh cần gọi là mong muốn gì. Để đạt được mục tiêu đấy, như vậy mình có thể sử dụng cái tài liệu trong sách giáo khoa, nhưng đồng thời mình cũng có thể tận dụng được các tài liệu ở phía ngoài, bên ngoài, nếu mình mong muốn như vậy. Cho nên thiền ý của tôi vẫn là gì ạ? Các thầy cô xác định được mục tiêu của bài học. Mục tiêu của bài học là quan trọng. Bởi chỉ khi chúng ta xác định mục tiêu thì chúng ta mới biết là chúng ta bắt đầu từ đâu và chúng ta kết thúc để kiểm tra như thế nào, chúng ta biết là chúng ta đã xác định bài học chưa. Còn lại các hoạt động khác thì dù sách giáo khoa người ta cũng chỉ là một gợi ý thôi ạ. Các hoạt động trong sách giáo khoa và các tài liệu trong sách giáo khoa cũng là một gợi ý. Chúng ta có thể có các lựa chọn khác để đạt được cùng mục tiêu. Đấy là ý kiến của tôi ạ. Câu hỏi số 2 là làm cách nào để có cách tiếp cận hợp lý. Chắc là sau cái buổi hôm nay thì các thầy cô có thể nhìn thấy là đây là một trong những cách tiếp cận. Đường hướng lịch sự là một trong những cách tiếp cận. Chúng ta còn rất nhiều các cách khác. Thế thì làm cách nào để tiếp cận một cách hợp lý ạ? Thì đầu tiên mình phải biết có những cách tiếp cận nào. Như vậy là mình là giáo viên, mình cần phải mở rộng cái kiến thức của mình về mặt chuyên môn. Nếu mình biết, tôi lấy ví dụ như là nếu mình dạy một bài viết có thể từ phương pháp traditional là grammar, mình có thể chọn như vậy. Mình có thể chọn phương pháp về mặt pragmatic như hiện nay chúng ta đang làm ạ. Và còn nhiều cách khác nữa. Vất rất nhiều, nếu ai đã từng qua một khóa học cao học chẳng hạn thì chúng ta biết là có những phương pháp giống như có lúc mà còn trên mây trên trời, ví dụ là có tên là Suggestopia, tức là đến là học sinh chỉ có ngồi vào đấy và ngồi nghe nhạc thôi, đến khi mà nghe chán, nghe chê, nghe cả bao nhiêu gọi là về mặt ngôn ngữ có input đầy đủ, khi nào mà các bạn ấy ready thì các bạn ấy nói, ví dụ vậy. Hoặc là có phương pháp là gọi là total physical response, đấy cách tiệm cận khác ạ. Tức là gì, là mình nói xong rồi các bạn ấy thực hành hành động, tức là người ta hiểu là được. Cho nên đầu tiên là giáo viên thì tôi tin rằng là chúng ta cần phải biết các cách tiếp cận. Thế làm cách nào để biết được thì chỉ còn cách học thôi ạ. Và đọc để chúng ta biết được là như vậy là what are available over there, có những gì đang sẵn có đây. Và nếu chúng ta biết được rồi, và sau đó chúng ta cần phải so sánh các phương pháp khác nhau như vậy, xem là điểm mạnh của nó là gì, điểm yếu của nó là gì. Chúng ta có thể một cách là chiêm nghiệm bằng cái mình tự chiêm nghiệm, tức là mình so sánh. Nhưng một cách khác đấy là mình đọc các bài báo, và người ta sẽ có những bài review
để người ta cho rằng là à, cái cách này là hay, cái này dở, cái này, và có thể áp dụng vào cái này xem người ta đưa ra đề nghị là nên làm ở trong hoàn cảnh nào. Thì từ các ý kiến của những nhà bài báo như thế và từ ý kiến của bản thân, và mình xem xét xem bản thân mình có những nguồn lực nào này, mình có học sinh như thế nào, thì từ đó mình mới đi đến quyết định là à, mình sẽ lựa chọn cách tiếp cận nào là hợp lý nhất với trường hợp của mình. Các thầy cô, tôi lấy ví dụ như thế này ạ. Khi chúng ta được giới thiệu về cách sử dụng portfolios, đây là một trong những cách tiếp cận là mình đã xuất nhập khẩu từ nước ngoài vào. Thì thực ra theo tôi quan sát từ đầu, tôi cũng đã tiếp cận cái này từ năm 2002 là sử dụng portfolio. Thế portfolio thì có điểm mạnh là gì và điểm yếu là gì ạ? Portfolio là kiểm tra quá trình học sinh học như thế nào, đã gọi là make progress như thế nào, đã tiến bộ như thế nào. Nhưng mà nó lại có vẻ không phù hợp lắm với học sinh Việt Nam ngay từ đầu. Chúng ta cần phải xem xét là học sinh có muốn nói nhiều không, có viết nhiều không. Thực ra thói quen của người Việt Nam mình rất ít khi viết nhật ký, ví dụ như vậy. Portfolio là một trong những hình thức mà yêu cầu mình phải tỉ mẩn, phải thu thập dữ liệu hàng ngày, rồi là viết nhiều bản hoặc là viết diary chẳng hạn. Đấy là một trong những cái mặt của portfolio. Thế khi mình áp dụng vào thì mình sẽ phải cần làm gì ạ? Mình phải xem xét là học sinh mình có đặc điểm như thế nào, rồi ở trường thì như thế nào, xung quanh như thế nào. Thì mình lúc đó bản thân các thầy cô sẽ có những quyết định hợp lý, có thể nói chuyện với, trao đổi với lại các cái đồng nghiệp của mình ạ. Thì mình sẽ có thể đưa ra một cái kết luận hợp lý hơn và thỏa mãn để có thể đạt được mục tiêu. Tôi hy vọng là cái tôi chia sẻ có thể giúp ích cho các thầy cô ạ. Nếu các thầy cô nào có ý kiến thêm thì các thầy cô có thể đánh vào chat nhé. Đến câu hỏi số 3 là thầy cô cho hỏi thế nào để có giờ dạy viết hiệu quả. Cô Thủy có thể giúp được câu hỏi này không ạ? Vâng, xin cảm ơn cô Hạnh. Cô Nguyễn Thu Huyền có gửi câu hỏi là làm thế nào để giờ dạy viết có hiệu quả hơn. Thì tôi cũng chưa hiểu là cô muốn hỏi về kỹ năng dạy viết cái gì ạ. Bởi vì dạy viết thì chúng ta sẽ có rất nhiều thứ, gồm có viết thư, gồm có viết luận, hay là gồm có viết những cái bài ở trên chương trình phổ thông. Thì tôi nghĩ là đối với bất kỳ một bài viết nào thì đầu tiên chúng ta sẽ phải xem xét cái yếu tố mục đích của bài dạy là gì, cái chuẩn đầu ra là cái gì. Đó, sau đó thì như ở trong cuốn sách của cô Thủy Minh và của thầy Canh, mặc dù cuốn sách đó là giới thiệu về cách dạy ngữ dụng học về, nhưng mà tôi nghĩ là cái lý thuyết về dạy học thì nó đúng với tất cả các kỹ năng, và đặc biệt là với kỹ năng dạy viết. Ví dụ như cái hoạt động đầu tiên là nâng cao cái nhận thức. Nếu mà các thầy cô muốn dạy viết IELTS chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu xem là cái yêu cầu của người ta là cái gì, để chấm được một, để được một cái bài viết có cái được đánh giá cao thì chúng ta phải xem cái tiêu chí của nó là cái gì. Sau đó là chúng ta sẽ phải nghiên cứu mẫu. Cho các em sẽ phải tiếp cận với nhiều mẫu, phải so sánh, phải đánh giá, phải nhận xét các cái đặc điểm ngôn ngữ ở trong đó là cái gì. Và một cái phần quan trọng nữa là các em phải luyện tập. Các em phải luyện tập rất là nhiều. Đôi khi các em luyện tập có thể là trong một thời gian ngắn là các em đạt được yêu cầu, hoặc là khi ra về nhà các em có thể làm được như ý. Nhưng nếu như cái sự luyện tập nó không thường xuyên và liên tục thì các em sẽ không đạt được cái độ fluency, tức là cái sự trôi chảy khi viết. Và cái điều đấy là một cái điều sẽ là cái điều quan trọng nhất ạ. Và giống như cái kết quả nghiên cứu mà chúng tôi đã mới có, là khi chúng tôi làm với các sinh viên năm thứ tư thì trong sau khi dạy thì các em có thể chỉnh sửa cách viết của mình rất là tốt. Thế nhưng mà khi chấm cái điểm về cái fluency, tức là sự trôi chảy khi viết, thì vẫn chưa có cái sự cải thiện quá nhiều. Và đương nhiên là cái vai trò của giáo viên khi mà nhận xét đối với những cái bài viết đó cũng thì cũng không thể thiếu được ạ. Thì tôi nghĩ là với cái cách viết, cho dù là viết thư này thư kia, cho dù là viết một cái gì, thì chúng ta cũng theo những cái bước mà chúng ta đã có. Và tôi rất là vui mừng xin được giới thiệu với hội thảo của mình ngày hôm nay, chúng ta đã có cái sự tham gia của cô Nguyễn Thị Thủy Minh từ trường đại học sinh Otago của New Zealand, và cô Minh là tác giả, một trong hai tác giả của cuốn sách mà chúng tôi đã sử dụng ngày hôm nay để tham khảo cái cách giảng dạy đối với các cái đường hướng giao tiếp lịch sử liên văn hóa này ạ. Dạ xin mời cô Thủy Minh, và xin ban tổ chức có thể bật mic cho cô Thủy Minh được không ạ? Vâng, xin cảm ơn ạ.
Hạnh Minh. Đây, đây rồi. Alo, mọi người có nghe được không ạ? Rồi ạ, ở bên này có nghe được rõ rồi chị ạ. Có nhìn thấy không ạ? Tại vì chị cũng không nhìn thấy camera của chị đâu nữa. Có nhìn thấy rồi ạ. À đây vâng. Vâng, xin chào tất cả các thầy cô giáo. Bây giờ thì là 9 giờ rưỡi ở bên tôi. Mà rất là hân hạnh để được cô Thủy có nói là mời chị đến để giao lưu về cái phần cái cuốn sách. Thế nhưng mà tôi cũng không hiểu, không rõ là từ đầu, tại vì tôi không tham gia được từ đầu á, thì tôi cũng không rõ là cô Thủy hoặc là cô Hạnh đã có cơ hội để giới thiệu qua về cuốn sách đó chưa? Dạ cũng chưa đâu ạ. Thế thì có thể cho mình share screen được không, để mình giới thiệu với các thầy cô chỗ mà có thể download được sách, không cần phải mua đâu, sách này có thể download miễn phí. À đây có thể share screen. Đây mọi người, đây các thầy cô ạ, tức là đây là cuốn sách do Hiệp hội Giảng dạy tiếng Anh của Indonesia họ xuất bản. Thì nếu như các thầy cô vào cái đường link này ạ, Deflin đây, ở trên đường trên browser đấy ạ, thì các thầy cô sẽ thấy đi vào cái phần publication đúng không? Thì có hai mục, một mục là journal và một mục là books. Thì chúng ta bấm vào cái books thì chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều sách miễn phí mà toàn của các tác giả rất là gọi là cây đa cây đề. Họ viết và cái ý tưởng original của Deflin là họ làm sách với giá affordable cho giáo viên ở châu Á. Thế nhưng mà đợt vừa rồi là COVID cho nên là họ đã quyết định là sẽ không xuất bản giấy nữa mà họ sẽ xuất bản online cho miễn phí luôn. Thì ví dụ như các thầy cô có thể tải từ những cuốn, ví dụ như là cuốn này rất là hay này. Cuốn này thì tôi chưa đọc nhưng mà tôi nghĩ là cũng rất là hữu ích cho các thầy cô mà muốn dạy theo hướng giao tiếp. Cuốn này cũng rất là hay ạ, lý thuyết về SLA nhưng mà từ cái góc độ rất là practical. Nếu như các thầy cô đã học cao học, đã học một khóa về language acquisition, second language acquisition, về lý thuyết, mà thì chúng ta đọc cái cuốn này chúng ta sẽ có background và chúng ta hiểu hơn, tức là áp dụng những cái lý thuyết đó để vào giảng dạy ngôn ngữ thứ hai như thế nào. Cuốn này cũng là một cuốn rất là hay, Feedback in Second Language Writing Classroom, tức là rất là nhiều những cái practical ideas dành cho giáo viên dạy viết. Lúc nãy tôi thấy có một thầy cô hỏi là nên dạy viết thế nào thì hiệu quả đấy ạ. Thì cái phần feedback là một phần mà không thể nào mà thiếu được trong dạy viết đúng không ạ? Thì cuốn này là cuốn rất là hay, rất là hữu ích của Professor Isley ở trường Đại học Hồng Kông, Chinese ở Hồng Kông. Thì Isley là tác giả rất là nổi tiếng về second language writing. Cuốn cuốn rất là hay và chúng ta có thể download miễn phí. Text-based approach in English language teaching. Cuốn này cũng download miễn phí. Còn đây là cái cuốn của tôi và thầy Canh, Teaching Pragmatics in EFL Classroom, thì cũng là miễn phí đó. Các thầy cô cứ tải vào để sử dụng miễn phí. Inspirational Stories from English Language Classroom, thì cuốn này là nói về những cái action research của các thầy cô giáo. Đúng không? Thì nếu như chúng ta quan tâm đến từ góc độ nghiên cứu thì nó cũng rất là hay. Rất tiếc là hai cuốn dưới thì đợt trước tôi download là không được, thì tôi cũng không hiểu là bây giờ có được không, thì các thầy cô có thể thể download, các thầy cô có thể try, mà nếu không được thì có thể viết thư cho họ để xin. Cuốn này là Introducing Task-Based Language Teaching của chính tác giả Rod Ellis viết, và chúng ta biết là Rod Ellis là professor rất là nổi tiếng trong Second Language Acquisition, và ông chuyên viết về task-based và teaching grammar. Một quyển rất là hay. Một quyển nữa là quyển về đánh giá, Evaluating, Adapting and Developing Materials for Learners of English as an International Language, cũng của tác giả rất là nổi tiếng là I think it's Tomlinson, right? Yeah, Brian Tomlinson, cũng là một tác giả rất là nổi tiếng về lĩnh vực xây dựng ngữ liệu và đánh giá ngữ liệu. Thì tôi xin lỗi, tôi spend hơi nhiều time để giới thiệu qua về cái nguồn ngữ liệu để cho các thầy cô. Về cuốn sách thì đây ạ, giới thiệu qua là các thầy cô sẽ có thể tìm thấy rất là nhiều những cái ideas mà vừa rồi workshop đã cover. Ví dụ như là
Pragmatic competence là gì? Chương 1 là tôi giải thích là chúng tôi giải thích là chương cái vai trò pragmatic competence ở trong giảng dạy ngôn ngữ. Vậy thì pragmatics là gì? Mục tiêu của dạy pragmatics là gì? Mục tiêu dạy pragmatics có phải là để học sinh của mình trở thành người bản ngữ không? Thì cái đó là không phải. Chúng ta đã biết rồi đúng không ạ? Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế và có rất nhiều người sử dụng tiếng Anh ở khắp nơi trên thế giới. Mỗi người thì mình mang đến cái giao tiếp đấy một cái variation riêng của mình, đúng không ạ? Thì cái mục đích của dạy ngữ dụng là để chúng ta nâng cao cái nhận thức của học sinh là văn hóa nó khác nhau như vậy, ngôn ngữ nó khác nhau như vậy. Nếu như chúng ta không chú ý thì chúng ta có thể gây ra những cái hiểu lầm rất là tai hại, đúng không? Chứ không phải là để chúng ta impose một cái chuẩn mực nào đó lên học sinh, đúng không? Và mục đích là raise cái awareness và provide cái option cho học sinh, đúng không? Và dạy cái cách làm sao đấy để mà minimize được cái misunderstanding, cái problem, để mà negotiate được cái differences, chứ không phải là chúng ta học để là chúng ta quay về chúng ta nói là người Việt Nam rất là mất lịch sự, còn người Anh mới lịch sự. Thì không phải, đấy không phải là mục đích của dạy ngữ dụng. Mà khi concept, nếu mà ai muốn tìm hiểu sâu về ngữ dụng nữa thì chúng tôi giới thiệu những cái mà có thể áp dụng ngay vào trong việc làm việc với sách giáo khoa hoặc là giảng dạy ở trên lớp, ví dụ như là speech act là gì, đúng không? Nếu chúng ta mở bất cứ một cái cuốn sách giáo khoa nào ra, chúng ta đều thấy là đều là speech act hết, chỉ có điều là người ta không sử dụng cái terms là speech act thôi, bởi vì là cái term này nó rất là technical, đúng không? Trong sách giáo khoa, nếu như chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ thấy phần speech act thường được dạy trong phần speaking này, hoặc là writing này, hoặc là trong những cái phần section như là social expression này, hoặc là everyday English này, đúng không ạ? Đấy thì ví dụ như những cái như là cô Hạnh và cô Thủy và cô Huyền, đúng không ạ, đã cover thì gọi là speech act. Sau đó là politeness. Politeness là gì? Đúng không? Thì chúng ta cũng đã cover cái phần này rồi. Impoliteness nghĩa là gì, đúng không ạ? Và tiếp theo là going beyond the literal, hoặc là going beyond what is said, đúng không? Tức là chúng ta hiểu nó mà là cái gì nhỉ, hàm ý, hiểu về hàm ý. Thì cái này cũng rất là hữu ích cho việc dạy nghe và dạy đọc. Chúng ta biết là ví dụ như là đọc, là đôi khi chúng ta đọc không phải là đọc để lấy cái literal meaning, mà chúng ta đọc là between the lines, đúng không? để lấy cái inferences. Hoặc là nghe cũng thấy, khi người ta nói một câu thì chúng ta không phải là, chúng ta biết là cái speaker meaning với là cái utterance meaning nó khác nhau. Ví dụ như một câu là người ta nói như thế này, nhưng mà cái intention thực sự nó là cái gì, đúng không ạ? Thì cái đấy là pragmatics. Và chúng tôi cũng có cover cái phần là conversation skills nữa. Ví dụ như là làm thế nào để mở hội thoại, đóng hội thoại. Và không phải là cứ hello, how are you, I'm fine, good, how are you, what about you, xong rồi goodbye. Thì không phải là như thế. Một cái hội thoại ở trên trong cuộc sống thật nó không như thế. Trước khi chúng ta goodbye, chúng ta phải close down. Và close down phải có những cái bước như thế nào, đúng không? Không phải là suddenly là chúng ta nói chia tay như thế. Saying goodbye, saying asking how are you trong các văn hóa như thế nào. Topic management cũng là một cái phần mà thường là người học ngôn ngữ hai chúng ta hay bị mắc, tức là chúng ta không, bởi vì do cái cách dạy, đúng không ạ? Cách dạy nó rất là nặng về ngữ pháp và cách dạy nó rất là nặng về monologues, cho nên là cái phần interactional competence của người học ngôn ngữ thứ hai là thường là hay yếu. Tức là khi chúng ta tham gia một cái cuộc hội thoại, nhất là một cuộc hội thoại mà có nhiều người, gọi là multi party conversation, và lại nhất là toàn người bản ngữ nữa, thì thường chúng ta rất là hay bị lúng túng. Không phải là vì ngôn ngữ chúng ta không đủ tốt, mà là cái interactional competence của chúng ta không đủ tốt. Chúng ta không biết là vậy khi người ta nói một câu thì mình phải phản ứng như thế nào, chứ không, mình không thể nào ngồi im và mình gật gù được, đúng không? Thì mình phải nói thế nào, mình phải provide like assessment như thế nào, hoặc là khi mình muốn bắt chuyện với người ta thì mình cũng phải start như thế nào. Không phải là bất cứ chủ đề nào mình cũng có thể lôi ra để mình start một conversation được. Hoặc là khi mà mình muốn chuyển chủ đề thì mình nên nói những cái gì. Thì trong cái này chúng tôi cover hết, đúng không? Thì nếu mà các thầy cô đọc thì sẽ có rất là nhiều thông tin hữu ích để chúng ta dạy. Sequence organization, ví dụ như là trong speech act, thì khi chúng ta, ví dụ như là khi chúng ta make một cái request ở trong sách giáo khoa, thì thường là kể cả sách tốt nhất ấy, thì họ cũng sẽ chỉ dạy mà chúng ta là những cái strategies để chúng ta make request thôi. Ví dụ như là would you mind, hoặc là could you please, hoặc là would you please. Nhưng mà họ không hề dạy chúng ta cách sequence một cái make request, khi một cái request sequence như thế nào. Ví dụ chúng ta không thể tự nhiên
nhìn thấy một người và chúng ta, ví dụ chúng ta có một cái, ví dụ như là muốn vay tiền đúng không, của đồng nghiệp, thì không thể nào mà nhìn thấy đồng nghiệp lại bảo là cho tớ vay tiền nhé, không thể nào bắt đầu một cách rất là đột ngột như vậy. Chúng ta phải có cái cách mở đầu. Thế thì mở đầu như thế nào đối với cả những cái speech act mà nó mang tính là hơi face threatening một tí theo theo văn hóa của Anh đúng không, văn hóa của Anglo-Saxon, thì chúng ta phải mở đầu như thế nào, chúng ta phải pursue một cái request ra sao khi người ta turn down đúng không ạ? Hoặc là cái responding cũng như thế, cái responding cũng rất là quan trọng. Ví dụ như là có những cái loại responding mà chúng ta gọi là preferred và có những cái gọi là dispreferred. Preferred nghĩa là ví dụ như là khi chúng ta nói một cái gì đó thì nói ra một nhận xét, thì cái preferred response sẽ là cái người đó người ta đồng ý với chúng ta đúng không ạ? Thế còn khi chúng ta đưa ra một nhận xét và người nghe người ta lại bất đồng với chúng ta thì cái response đấy được gọi là dispreferred. Vậy thì cái cách diễn đạt cái preferred response và dispreferred response nó rất là khác nhau trong tiếng Anh. Khi mà chúng ta đưa ra một cái preferred response thì chúng ta thường là rất là hào hứng và chúng ta không cần phải hesitate, chúng ta không cần phải preface nhiều. Nhưng mà khi chúng ta bất đồng với người ta thì chúng ta lại phải có cách nói nào đó để nó giảm nhẹ đi. Chúng ta phải preface, chúng ta không thể nào mà tự nhiên là không, tôi không đồng ý. Người ta phải hoặc là như thế nào đấy để mà giảm nhẹ đi. Thì thường những cái đề sách giáo khoa không dạy, đúng không? Sách giáo khoa chỉ dạy strategy thôi. Thì nếu mà các thầy cô đọc cái cuốn sách này thì các thầy cô sẽ có thêm cái idea để mà hiểu thêm về cái ngữ dụng trong tiếng Anh để mà áp dụng vào cái giảng dạy của mình. Tiếp theo thì chúng tôi có một cái chương gọi là Principles of Pragmatic Instruction, tức là những cái gọi là những cái quy tắc giảng dạy ngữ dụng, đúng không? Thì nó, cái này là tôi dựa, chương này là tôi viết và tôi dựa trên cái quy tắc về Second Language Acquisition của Rod Ellis, thì và trên những cái findings của nghiên cứu về giảng dạy ngữ dụng. Ví dụ như là trong giảng dạy ngữ dụng thì cái quan trọng nhất là form, function và context, ba cái này luôn luôn đi với nhau. Form có nghĩa là gì? Form có nghĩa là cái expression. Ví dụ như là khi chúng ta make request thì chúng ta có những cái, có một cái range of expressions, ví dụ như would you, could you, đúng không ạ, will you, can you, đúng không ạ, hoặc là do it, ví dụ như thế. Đấy là form. Thì function của nó là gì? Function của nó là make request. Và context là gì? Context là cái ba cái yếu tố mà cô Hạnh và cô Thủy và cô Huyền đã nhắc đến, tức là PDR, đúng không ạ, tức là power, là gì nữa, distance và imposition level. Thì cái đấy gọi là context. Thế thì chúng ta, ba cái đấy rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta dạy ngữ pháp, chúng ta thường chỉ dạy form, function thôi, đúng không ạ, thì chưa đủ. Chúng ta phải map cái form, cái function và cái context nữa. Cái form này dùng với ý nghĩa này, nhưng mà trong hoàn cảnh nào, đúng không? Tại vì xét cho cùng, việc sử dụng ngôn ngữ là việc sử dụng ngôn ngữ đúng hoàn cảnh, đúng không? Nguyên tắc thứ hai là chúng ta phải hướng dẫn cho học sinh làm sao để không chỉ là nói đúng, nói mà nói phù hợp, mà còn là nói trôi chảy nữa. Thì như cô Thủy đã nói lúc nãy là chúng ta chỉ có một cách duy nhất để có thể trôi chảy thôi, đấy là luyện tập, đúng không ạ? Luyện tập, và không phải là luyện tập theo cách là theo cái đường hướng là audio linguism ngày xưa. Có nghĩa là như cái hồi mà tôi còn nhớ, cái hồi mà tôi bắt đầu học ngoại ngữ là chúng tôi cứ phải lên lab xong rồi đeo cái tai nghe và cứ nhắc lại theo cassette. Thì đấy không phải là cách luyện tập để giúp fluency, đúng không? Cách luyện tập giúp fluency là cách luyện tập trong ngữ cảnh, trong meaningful context, đúng không? Có nghĩa là anh phải dùng nó để giao tiếp. Chứ còn nếu mà chỉ luyện nhắc lại như thế thôi thì nó cũng chỉ giúp chúng ta speed up nó lên thôi, chứ còn nó cũng không thể nào mà giúp chúng ta transfer cái đó ra cái ngữ cảnh mà khi mà chúng ta giao tiếp trên đời thực được, đúng không? Thì là luyện tập và luyện tập, thì cái đó nó sẽ giúp cho fluency. Mà luyện tập rất nhiều, luyện tập nhắc lại, chứ còn nếu luyện tập mà ít thì cũng không đủ. Tiếp theo là chúng ta phải cung cấp ngữ liệu đầu vào, đúng không ạ? Và hướng dẫn cho học sinh để học sinh có thể để ý đến cái form, cái function, đúng không? Raise awareness, cái đấy rất là quan trọng, cái form, cái function, cái context. Và vẫn tiếp theo là sustain practice, luyện tập, đúng không ạ? Chúng ta phải đưa nó vào thành một cái rất là systematic, bởi vì nếu chúng ta chỉ dạy one off thôi thì nó không có tác dụng. Ngữ dụng nó khác với cả ngữ pháp. Trong những cái về nghiên cứu về meta analysis thì người ta thấy rằng là ít nhất là phải dạy 5 tiếng thì nó mới có tác dụng riêng về ngữ dụng. Ví dụ ngữ pháp, một cái feature ngữ pháp thì có thể dạy một lesson là học sinh hiểu bài ngay, nhưng tất nhiên phải practice thì nó mới biến cái đó thành cái kiến thức của mình. Nhưng ngữ dụng thì phải lâu hơn thế rất nhiều, phải 5 tiếng đồng hồ trở lên, đúng không? Đấy.
và gì nữa, raise cái intercultural awareness và negotiation skill để mà tolerance và chấp nhận cái khác biệt, aware được cái khác biệt và chấp nhận cái khác biệt. Thì đấy, negotiation skill rất là quan trọng, bởi vì nó quay lại cái mục đích của dạy ngữ dụng. Mục đích của dạy ngữ dụng không phải là để chúng ta yêu cầu học sinh của chúng ta phải từ bỏ cái bản sắc văn hóa của mình để mà adopt một cái identity mới về văn hóa, biến thành người bản ngữ. Không phải là như thế. Không phải là tôi học ngữ dụng tiếng Anh để tôi trở thành người Anh, phải như tôi vẫn là người Việt Nam, đúng không ạ, với bản sắc văn hóa của tôi. Nhưng mà tôi biết cách giao tiếp trong ngữ cảnh liên văn hóa để tôi không gây ra những cái hiểu nhầm, đúng không ạ? Để tôi, và tôi biết cách, tôi có những cái negotiation skill để tôi biết cách giải quyết những cái hiểu nhầm trong giao tiếp liên văn hóa. Autonomy và self-directed learning có nghĩa là chúng ta phải việc học trong bốn bức tường, là nó nếu mà chúng ta việc học nó chỉ content trong bốn bức tường thôi thì nó không đủ hữu ích, vì chúng ta biết là ra ngoài học sinh sẽ quên, đúng không? Học sinh chỉ nhớ được rất ít những gì chúng ta dạy thôi, nên cái quan trọng vẫn là học suốt đời. Vậy thì làm sao để có thể có những cái hoạt động nào để chúng ta có thể giúp học sinh tiếp tục học ngay cả sau giờ học, đúng không? Thì trong sách này chúng tôi cũng hướng dẫn có những cái hoạt động nào để các em có thể tiếp tục học ngữ dụng mặc dù là ở bối cảnh ngoài lớp học, đúng không? Trong đời thường. Đấy là những cái nguyên tắc. Và sau đó thì những cái classroom activities tôi tin là cô Huyền đã giới thiệu rồi, ví dụ như là awareness raising này, là direct explanation, đúng không ạ, rồi là structure input, rồi output production, đúng không ạ, structure input, output production, có guided practice, có communicative practice, rồi là có reflection, đúng không ạ, self reflection, collective feedback. Thì tất cả những cái technique này thì cô Huyền đã giới thiệu rồi. Đấy, đây ví dụ như là chương 5 này thì tôi có giới thiệu cái gọi là out of class activity, tức là những cái hoạt động mà để giúp các em phát triển cái autonomy, đúng không? Khả năng tự học. Ví dụ như là em có những cái bài tập để em plan, xong rồi em ra ngoài em giao tiếp, hoặc là em xem phim, và khi em xem phim hoặc là em đọc sách, hoặc là khi em chat với cả bạn ở nước ngoài ở đúng không, trên internet ví dụ như thế. Đấy, có những cái hoạt động ví dụ như thế thì em phải notice những cái gì, đúng không, get feedback như thế nào và monitor cái tiến bộ của mình như thế nào. Chúng tôi cũng có một cái chương là chuyên về assessment task, tức là làm thế nào mà để đánh giá được khả năng ứng dụng của các em, đúng không ạ? Thì đánh giá hiểu như thế nào, đánh giá kỹ năng viết và nói như thế nào, kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu như thế nào. Thì có những cái task như thế này, và có những cái gì để chú ý khi chúng ta viết những cái situation, viết cái rubric để chấm như thế nào, đúng không ạ? Và cuối cùng là chúng tôi có cái chương về đánh giá sách giáo khoa, đúng không? Để mà dạy mathematics. Thì nói chung là sách giáo khoa trên toàn thế giới đều có một cái vấn đề là sẽ luôn luôn có cái gap, đúng không ạ? Mình không thể nào mình đòi hỏi một cuốn sách giáo khoa nó là tuyệt đối và nó là perfect được, không có cái điều đấy. Kể cả sách giáo khoa, những cuốn sách giáo khoa của những nhà xuất bản nổi tiếng nhất trên thế giới, như tôi và cô Thủy có làm một cái research cùng nhau và đánh giá 5 cuốn sách giáo khoa của 5 bộ sách giáo khoa rất là nổi tiếng của các nhà xuất bản, ví dụ như là National Geographic này, Oxford này, Cambridge này, gì nữa nhỉ, và chúng tôi so sánh với cái lý thuyết giảng dạy ngữ dụng thì chúng tôi thấy là nó có rất nhiều vấn đề, rất rất nhiều vấn đề. Và là người giáo viên thì khi chúng ta cầm quyển sách lên, chúng ta cần phải biết là vậy thì cái sách này nó hay ở chỗ nào và nó còn thiếu ở chỗ nào để chúng ta bổ sung cho học sinh, đúng không ạ? Mình không thể đòi hỏi là người ta phải viết một cuốn sách hoàn hảo từ A đến Z được, bởi vì điều đó là không thể xảy ra, đúng không ạ? Vì họ viết sách là họ viết trong một thị trường rất là rộng lớn và họ phải cân nhắc rất là nhiều những cái yếu tố, đúng không? Chứ không thể nào mà chỉ focus riêng vào một cái vấn đề được. Đấy, thì chúng ta là người sử dụng thì chúng ta sử dụng chọn lọc và chúng ta bổ sung để cho nó phù hợp với cái mà chúng ta muốn dạy cho sinh viên, để cho nó tốt hơn thôi. Đó. Và ở đây tôi có những cái hoạt động là làm thế nào để mà đánh giá sẽ thông qua, có một loạt những cái câu hỏi, đúng không? Ví dụ như là chúng ta sử dụng những cái câu hỏi này để chúng ta đánh giá về giảng dạy về giảng dạy ngữ dụng ở trong sách giáo khoa. Thì lúc này có một câu hỏi của một cô giáo nào đó là làm thế nào để bớt phụ thuộc vào sách giáo khoa, thì cô Hạnh đã trả lời rất là hay rồi, tức là chúng ta phải expand cái knowledge của chúng ta. Một cái nữa là chúng ta phải có được một cái critical view, và chúng ta phải có được cái guide. Ví dụ thì có những, nếu chúng ta có những cái guide, ví dụ như là những cái câu hỏi trong sách của tôi ví dụ như này, để chúng ta dùng, chúng ta
khi chúng ta đọc quyển sách giáo khoa và chúng ta đối chiếu với những câu hỏi này thì chúng ta sẽ thấy là thì đã có vấn đề gì không, và mình có thể bổ sung, mình có thể chỉnh sửa không, hoặc là mình có thể remove bớt đi, add cái gì thêm vào. Và chúng tôi cũng giới thiệu thêm là cái cách thức làm thế nào để balance nó đi. Trong một cái study, trong một cái bài báo, trong một cái cuốn sách của Jonathan Newton và Foundation, thì họ có nói rằng là dạy bất cứ một cái khóa học nào, một cái cuốn sách nào và một cái giờ học nào thì cần phải balance. Và balance giữa bốn kỹ năng, tức là học qua meaningful output, học qua meaningful input. Meaningful input là đến từ đâu? Meaningful input là nó đến từ đọc, từ nghe, tức là mình đọc và mình nghe để lấy meaning, chứ không phải là để học language, đúng không ạ? Tức là mình focus vào message và meaning. Meaningful output là cái gì? Là chúng ta nói, conversation, là chúng ta viết, đúng không ạ? Và học qua language focus. Language focus là cái gì? Language focus là học từ vựng, học ngữ pháp, học phát âm, học dùng những cái bài đọc hiểu và những cái bài nghe hiểu ngắn gọn để chúng ta phát triển những cái kỹ năng đọc, những kỹ năng nghe, đúng không? Đấy là gọi là language focus. Nó include cả cái phần learning strategies và đấy nữa, đúng không ạ? Và cuối cùng là fluency, đúng không ạ? Thì bốn cái strand đó chúng ta cần phải balance trong một khóa học, trong bất cứ một khóa học nào, trong bất cứ một cuốn sách giáo khoa nào và trong một giờ học, chúng ta nên balance những cái đó. Thì đây chúng tôi cũng lấy một cái ví dụ, ở đây chúng tôi cũng đưa ra một cái gợi ý là làm thế nào để balance trong cái việc dạy mathematics như vậy, đúng không ạ? Và chúng ta nên sequence cái task như thế nào nữa, để từ low order thinking đến high order thinking, để chúng ta make sure là cái hoạt động của chúng ta nó phù hợp với cái trình độ của học sinh. Đấy, thì cuốn này là hoàn toàn là miễn phí nhé các thầy cô nhé. Các thầy cô có thể vào cái website của Teflin, nếu mà ai chưa kịp chụp ảnh thì tôi bật lại cái website để các thầy cô screenshot để vào download sách. Xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Thùy Minh rất là nhiều. Như các thầy cô đây để ý là chị Minh giọng hơi nghẹn ngào, có lẽ là sức khỏe chưa được tốt. Và thứ hai nữa là ở bên New Zealand bây giờ là khoảng độ gần 10 giờ tối ạ. Và cô Thủy Minh luôn dành cái tình yêu rất là ưu ái cho Ulis. Nên khi nào mà Ulis có những cái lời mời thì cô Thủy Minh cũng luôn luôn là rất là nhiệt tình giúp đỡ và đưa ra những cái sự hướng dẫn về chuyên môn cho Ulis. Và bọn em rất là trân trọng cái điều đó. Và trong cái buổi chia sẻ hôm nay thì cô Minh cũng đã giới thiệu cái cuốn sách nó rất là hay. Nó cái điều mà các thầy cô đang trăn trở bây giờ là khai thác sách giáo khoa như thế nào. Và ngày xưa theo cái đường hướng xưa là sẽ tập trung vào dạy ngữ pháp và từ vựng, nhưng với cái chương trình sách giáo khoa mới sẽ tập trung nhiều hơn về nói, về viết, về bốn kỹ năng. Nên các thầy cô đang có cái sự lúng túng đối với cái việc này thì cái cuốn sách này nó rất là hữu ích để các thầy cô có thể dựa vào phát triển những cái bài giảng nó phù hợp hơn, và các cô sẽ cảm thấy tự tin hơn khi soạn ra một cái bài giảng cho mình ạ. Vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, tại vì nói thêm nữa là cái cuốn sách này, khi mà chúng tôi nhận lời mời của bên Teflin á, thì họ đưa ra một yêu cầu, họ nói là hãy viết làm sao mà để giáo viên có thể hiểu được. Vì chúng ta biết là giáo viên thường không đọc journal article, không đọc academic journal articles, bởi vì lý do là quá technical. Họ dùng những cái terms quá technical và nó quá cao siêu, quá abstract. Chúng ta cảm thấy nó không gắn với cả lớp học của chúng ta. Thế thì cái cuốn sách và tất cả những cái cuốn sách còn lại của Teflin thì các tác giả đều cố gắng viết theo hướng là jargon free, cho nên là khi các thầy cô đọc về politeness, về speech act, về conversation analysis, các thầy cô sẽ thấy là không có những cái terms, có thể không có những cái terms mà các thầy cô đã đọc ở trong sách giáo khoa về linguistics, đúng không? Bởi vì là cố gắng viết theo cái cách để cho giáo viên có thể dễ hiểu nhất. Vâng ạ. Thế có ai có câu hỏi gì về cuốn sách hoặc là về việc dạy mathematics nữa không ạ? Chị Thủy Minh ơi, hình như có câu hỏi là các thầy cô ngoài cái cuốn sách mà chị đang hướng dẫn thì em có biết là chị với lại Bartaxman đúng không ạ? Là cũng về pragmatic đúng không ạ? Thì chị có thể giới thiệu cái cuốn đó không? Vì các thầy cô đang quan tâm làm nào, biết được các tài liệu liệu mà sử dụng đường hướng về pragmatic vào trong giảng dạy ấy, thì chị có thể giới thiệu không? Thực ra là những cái đấy là những cái sách đó là không phải viết cho giáo viên, nên là nó sẽ hơi theo thiên hướng là technical. Nếu như mọi người có, nếu như các thầy cô có muốn nghiên cứu thì chị có thể mình có thể gửi thông qua cho cô Hạnh và cô Thủy.
một cái reference list chuyên về những cái nghiên cứu về, tức là những cái bài mà tóm tắt những cái kết quả nghiên cứu mới nhất về teaching pragmatics. Nhưng mà nó hơi khó đọc so với cuốn này. Cuốn này thì là hoàn toàn là dành cho giáo viên. Có một cuốn nữa cũng rất là hay của chắc là cô Hạnh và cô Thủy đều biết, là của cô Ishihara cùng với thầy Cohen, thì cuốn đấy cũng rất là hay. Cuốn đấy là cuốn gọi là gì nhỉ, when culture meets language, hoặc là when culture and language meet gì đó, teaching pragmatics in a second language, đúng không? Thì cuốn đấy rất là hay, nhưng mà rất tiếc là nó không có free, cuốn đó là phải mua. Đó, hình như cô Ishihara cũng một lần được trường mình, được thầy Quý trường mình mời về để làm workshop cho các giảng viên. Vâng, nếu như các thầy cô có thêm những câu hỏi gì mà muốn hỏi thêm cô Minh thì có lẽ là em sẽ xin phép chuyển tới chị và nhờ chị sẽ giải đáp một số cái trong cái khả năng mà chị biết được ạ. Vâng, em cảm ơn chị. Trong chương trình thì chúng tôi cũng đã nhận được câu hỏi của cô Trần Thị Thanh Thủy tới từ trường Trung học Dân tộc Nội trú, Trung học Phổ thông huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Cô có câu hỏi là học sinh vùng núi e ngại, không tự tin trong việc giao tiếp bằng tiếng Anh. Do đó em rất muốn các thầy cô chia sẻ các biện pháp nhằm thúc đẩy việc học tiếng Anh giao tiếp có hiệu quả đối với học sinh khu vực miền núi khó khăn. Thì thật ra thì đối với bọn mình thì cái việc mà hiệu quả trong giao tiếp nó quan trọng hơn rất là nhiều. Khi mà học sinh mà e ngại, không tự tin để trình bày thì lý do là có thể các em ý sợ rằng mình sẽ mắc lỗi, trong khi biết đấy là lỗi ngữ pháp và lỗi từ vựng, và các em không tự tin để nói. Thế thì mình nghĩ là các giáo viên sẽ tạo những cái điều kiện cho các em luyện tập nhiều hơn và nói rằng các em hãy quên đi những cái lỗi ngữ pháp và những cái lỗi từ vựng đó. Nếu như đến một cái trình độ trôi chảy nào đó, các em có thể quay sửa lại sửa sau. Như hôm qua mình có xem một cái bài phát biểu của Quốc Cơ và Quốc Nghiệp, chắc các thầy cô đều biết là hai diễn viên xiếc rất là nổi tiếng của Việt Nam, và hai anh đã vừa mới ghi thêm một cái gọi là world record về việc là đi bộ mấy trăm bậc thang trong vòng 50 mấy giây á. Và khi mình nghe Quốc Nghiệp phát biểu, mình thấy là cũng rất là nhiều lỗi ngữ pháp ở trong đấy. Thế nhưng cái đấy nó cũng không hề có quan trọng gì, quan trọng là cái thông điệp mà người ta có thể giao tiếp được là cái gì. Thì các thầy cô hãy mạnh dạn cho các em viết nhiều, nói nhiều. Và chúng ta phải xác định cái mục đích là chúng ta sẽ sửa như thế nào. Có thể là trong một cái bài viết, bài nói, các cô sẽ thấy là có rất nhiều lỗi, nhưng mà ví dụ như là trong vòng 1 tuần, 2 tuần, các cô tập trung vào một loại lỗi cụ thể nào đó để chữa cho các em, thì nó sẽ hiệu quả hơn cái việc là các cô ngồi chữa một cái bài chữa chi chít chữ và các em ấy cũng sẽ không biết được là mình sai chỗ nào và mình sửa thế nào. Thì mình nghĩ là nó vừa nặng nề mệt mỏi về giáo viên và nó lại không hiệu quả với học sinh của mình. Thế thì mình cũng nghĩ là các thầy cô nên tổ chức nhiều hoạt động nói và viết cho học sinh, thì các em sẽ được cởi mở, và khi học sinh được phát biểu ý kiến của mình thông qua nói và viết, các em sẽ cảm thấy nó cởi mở và thoải mái hơn rất là nhiều với cái tiết học là chỉ tiếp nhận những cái cấu trúc ngữ pháp và từ vựng, vì bây giờ thời đại nó đã thay đổi rất là nhiều rồi ạ. Vâng, tôi xin cảm ơn ạ. Cùng với câu hỏi, với câu hỏi tiếp theo của bạn Dương Thị Thúy, sinh viên khoa tiếng Anh trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, làm sao để tận dụng triệt để sách giáo khoa nhưng vẫn nâng cao hiệu quả và sức hút đối với bài giảng? Rất cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho workshop ngày hôm nay. Thì đối với bản thân mình là một giáo viên cũng đang dạy chương trình sách giáo khoa phổ thông, thì đây chỉ là một cái ý kiến cá nhân của mình thôi. Thì những cái tư liệu trong sách giáo khoa thực tế là cũng rất là bổ ích, và mình nghĩ là để có thể khai thác được cái sách giáo khoa một cách triệt để thì trước tiên chúng ta sẽ phải xác định xem là cái mục tiêu đầu ra của cái bài học hôm đó là gì. Và bên cạnh đó chúng ta còn phải xác định được những cái yếu tố khác như là về trình độ của học sinh, rồi về cái có thể là tính cách của học sinh nữa. Và sau đó chúng ta sẽ thiết kế những cái hoạt động ở trong giờ học mà sử dụng cái tài liệu, cái material từ trong sách giáo khoa, làm sao để có thể gây được hứng thú cho học sinh ở trong suốt giờ học. Và bên cạnh đó thì
Với cái mục tiêu của bài học như thế thì bên cạnh việc sử dụng sách giáo khoa thì mọi người cũng có thể là cân nhắc đến việc là kết hợp những cái tài liệu bên ngoài mà các thầy cô có, với dù sao thì mục đích nhất của chúng ta vẫn là giúp cho học sinh đạt được cái hiệu quả mục tiêu của bài học. Và đó là cái ý kiến cá nhân của em ạ. Với câu hỏi của bạn Lê Minh Anh thì cho em hỏi xin hay mua cuốn sách của thầy Canh và cô Minh thì cô Thủy Minh vừa nãy cũng đã giải đáp rồi. Và không biết là các thầy cô tham gia hội thảo ngày hôm nay thì còn có câu hỏi nào nữa không, thì các thầy cô có thể đặt ở trong phần chat ạ. Rồi, ok. Vẫn còn một số thầy cô gửi qua đường khác câu hỏi như sau. Cô có thể giải thích rõ cái gì khiến cho một câu là nói trực tiếp không rào đón hay có rào đón bóng gió không? Cái này thì chúng ta có thể quay lại một chút về lịch sử trong giảng dạy tiếng Anh. Là nếu chúng ta nhớ lại thì chúng ta có ba cái yếu tố, đó là PDR đúng không ạ, là power, distance và imposition. Khi chúng ta xem xét yếu tố này ấy, nó là context. Thế thì chúng ta cũng nhìn thấy các strategy là làm nào để lịch sự đúng không ạ, dùng rất là nhiều phương pháp lịch sự. Thế nhưng mà chúng ta vẫn phải xem xét là thế trong hoàn cảnh đó, ngoài cái imposition ra này, ngoài cái distance ra và ngoài cái power ra, thì chúng ta còn có những yếu tố khác nữa về mặt context. Đó là lý do tại sao chúng ta khi mà xem hoặc đọc được một cái framework nào đó, chúng ta phải có mức độ gì ạ, phê phán, critical ạ. Tôi lấy ví dụ như thế này ạ. Một ví dụ rất là điển hình là nếu mà xảy ra một cái việc emergency, ví dụ như đám hỏa hoạn chẳng hạn, và khi mà hỏa hoạn xảy ra ở một cái khu chung cư nào đó, và khi mà đội cứu hỏa đến mà vẫn học theo đúng PDA đúng không, phải lịch sự, thì nếu mà nói là gì, excuse me đúng không? Bắt đầu là gì? Excuse me, I wonder if you could climb down the ladder, xong bắt đầu giải thích, thì nếu chắc nói xong câu này ấy thì cái người nghe không còn nữa. Cho nên là mình phải xét về context nữa. Vì vậy cho nên đấy là một câu chuyện. Hoặc là quay trở lại là cái ví dụ của tôi lúc trước đó, thì có rào đón không, mình phải thẳng thừng từ chối ngay đúng không ạ. Một cái nữa là như cô Thủy Minh có nhắc đến, là khi chúng ta học cái này để biết được là cái người nói tiếng Anh người ta thể hiện lịch sự như thế này, mình biết để khi mình bước vào cuộc giao tiếp với người nói tiếng Anh thì mình cũng là gì, thể hiện để cho người ta không khó chịu. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là mình mất hoàn toàn identity của mình ạ. Mình là người Việt Nam và mình có cái tính cách riêng của mình. Giữa người Việt Nam với người khác là cái sự khác biệt nhé, nhưng trong những người Việt Nam thì có gì ạ, có những cá nhân khác nhau. Thế thì cái việc của pragmatics là gì ạ, là khi chúng ta được là tôi chỉ được cung cấp cho các bạn những gì, những cái phương tiện, mình có phương tiện rồi ạ, và mình có aware, mình có nhận thức được là mình có các phương tiện đó và nó có tác dụng gì. Nhưng lựa chọn lại ở chính bản thân chúng ta. Có thể là tôi sẽ lựa chọn cách nói này, nhưng bạn lựa chọn cách nói khác. Không có một câu hỏi nào gọi là câu nào gọi là right or wrong cả đây cả, mà nó là appropriate. Và bạn nhận được cái gì, mục tiêu của bạn cuối cùng là gì, bạn có muốn nhận được cái gì. Tôi lấy ví dụ như là một trường hợp nữa. Nói thật là tôi bị class rất là nhiều về văn hóa, nhưng không phải bản thân tôi mà là cả đồng nghiệp. Đấy là khi tôi rằng có tham gia vào dạy ESL ở Úc, thì ở đó có một đồng nghiệp là người Việt. Bạn ấy cũng nhận thức rồi chứ, bạn ấy là thạc sĩ, bạn ấy học qua cái môn học pragmatics rồi ạ, discourse học rồi.
và mình rất quý bạn ấy. Nhưng mà trong đó thì bạn ấy luôn luôn class có mâu thuẫn với một bạn người Úc, bởi vì cái bạn người Úc kia cũng rất là khó chịu. Tôi nhớ một cái conversation thế này, bạn người Úc bảo là gì? Này, tại sao mày nói mày không nhìn mặt ta? Thế còn bạn người Việt bảo là tại sao ta phải nhìn mặt mày? À, đây đặt ra một vấn đề là thế rõ ràng là bạn người Việt mình biết đấy chứ, là bạn học pragmatic rồi mà. Nhưng mà bạn ấy biết là cái bạn người Úc rất là khó chịu, và tôi cũng phải công nhận là khó chịu thật, vì ngày nào tôi đến buổi sáng là bạn cứ leo veo, bạn nói linh tinh cái gì ấy. Mình thì mình cố gắng tránh, vì tính của mình thì mình cũng không muốn là gây khó chịu trong khu làm việc. Nhưng mà người kia thì người ta, bạn kia bạn đã làm như vậy. Để nói rằng tôi không muốn nói chuyện với anh, tôi rất khó chịu với anh. Như vậy rõ ràng là chào đón hay không chào đón là đầu tiên mình phải aware được cái cách để mình làm trước. Mình có những phương pháp nào. Và tiếp theo là gì ạ? Mình lựa chọn thế nào và mình aware được cái outcome của nó. Thì mình lựa chọn. Như vậy giống quay lại câu của cô Thủy Minh đó là gì ạ? Là lựa chọn của chúng ta. Đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần nhận thức được việc đó, còn lại lựa chọn ở chúng ta, và chúng ta phải ý thức được kết quả của việc đó. Đấy là câu hỏi của một cô về rào đón hay không rào đón ạ. Cô mời cô Thủy câu tiếp theo ạ. Có một câu hỏi nữa chúng tôi nhận được là thế nếu mà mình chưa đủ lịch sự thì điều gì sẽ xảy ra? Như các thầy cô đã biết là cái mục đích chính của chúng ta trong giao tiếp là chúng ta đạt được mục đích chúng ta muốn. Chúng ta muốn nhờ người khác làm gì? Chúng ta phải chuẩn bị thay đổi cái ngôn ngữ của chúng ta làm sao để cuối cùng cái người giao tiếp của mình ấy, người ta sẽ phải thực hiện theo cái mà mình mong muốn. Vì vậy mà chúng ta sẽ phải cân nhắc trong những cái phương tiện, trong những cái công cụ, những cái tài sản về ngôn ngữ mà chúng ta đã có, chúng ta sẽ lựa chọn cái gì để có thể thuyết phục được người bên kia làm được theo hướng mình hay không. Thì đấy là cái mà chúng ta cần phải có. Thứ hai nữa là trong cái nếu mà mai kia sinh viên hoặc là học sinh đi ra đi làm có những cái thỏa thương về kinh tế, về những cái hợp đồng và cái cách trao đổi, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái hiệu quả cho công việc sau này nữa. Nên đấy là lý do mà chúng tôi muốn giới thiệu cái về giao tiếp lịch sự này, không phải là để cho chúng ta lịch sự hơn, mà mục đích cuối cùng là chúng ta đạt được cái mục đích giao tiếp mà chúng ta mong muốn là cái gì ạ? Mình xin cảm ơn. Bật mãi lên ở đây. Vâng ạ, một câu hỏi nữa đó là cũng về cách khai thác, cách giảng dạy ạ. Với các bài dạy khác, như vậy hiện nay là cô Huyền đã khai thác một phần trong bài giảng vừa xong ạ, là phần viết thư. Thì câu hỏi đây là với các bài dạy khác em cần thay đổi câu hỏi thế nào để nâng cao nhận thức của học sinh? Thực ra thì pragmatics là như chúng ta nhìn thấy là nó khác nhau về các tình huống, nhưng nó có nguyên tắc chung, đúng không ạ? Như tôi nói là ví dụ như này, có mỗi câu I love you thôi ạ. Nhưng mà nếu mà mình nói ở trong buổi chiều mà mưa lạnh chẳng hạn, đúng không ạ? Thì nó sẽ khác với một cái buổi trời nóng nực 40 độ. Thế thì cùng một câu đấy, nó mang lại cái tác dụng khác nhau và cái tình cảm nó thể hiện khác nhau. Thế thì nói nôm na như vậy, bây giờ chúng ta chuyển sang là phần sách giáo khoa, đúng không ạ? Thì sách giáo khoa sẽ đưa ra các tình huống khác nhau, nhưng nguyên tắc chung tôi nghĩ rằng các thầy cô có thể sử dụng đấy là nguyên tắc về PDR, nguyên tắc lịch sự trong tiếng Anh, đồng thời kết hợp với các gì ạ? Các yếu tố context. Ở đây các yếu tố context là gì ạ? Như lúc nãy là cái chữ please thôi ạ. Please thì dùng ở trong trường hợp này, nhưng mà trường hợp khác lại không tốt. Như vậy là chúng ta cần cái gì ạ? Tôi nghĩ rằng là bản thân mình, mặc dù là giáo viên, nhưng cũng không thể tự nhận là mình tốt hoàn toàn đâu ạ. Bởi vì mình chỉ là ESL, Second Language Learner. Và luôn luôn chúng ta phải học ạ. Tôi cũng vẫn phải học hàng ngày. Và có khi tôi nhìn thấy là có khi học sinh của mình ấy còn tốt hơn mình về mặt pragmatics. Bởi vì sao ạ? Bởi vì hiện nay nếu chúng ta nhìn thấy quan sát thì các con xem TV rất là nhiều. Xem phim này, nó rất là thực tế. Và các tình huống trên YouTube chẳng hạn, thực ra là nó giỏi hơn mình rất là nhiều trong một số lĩnh vực, đặc biệt về pragmatics. Thế thì
Thế thì có thay đổi không ạ? Chắc chắn chúng ta phải thay đổi. Nhưng chúng ta thay đổi dựa trên nguyên tắc. Chúng ta thay đổi dựa trên nguyên tắc. Chúng ta dựa vào context nhưng vẫn có nguyên tắc chung, đấy là PDR. Bởi vì chúng ta muốn làm ở trong một cái setting nào đó, chúng ta vẫn đạt đến lịch sự, và muốn đạt được lịch sự thì chúng ta phải lại quay trở lại thế nào gọi là lịch sự. Có nguyên tắc chung. Như vậy chúng ta sẽ thay đổi, nhưng thay đổi dựa trên nguyên tắc làm thế nào. Và xem lại PDR là một này, xem context là hai, và đồng thời chúng ta nhìn thấy văn hóa. Lúc nãy tôi có nói đến chuyện là các văn hóa khác nhau thì sẽ thay đổi khác nhau. Vì vậy chúng ta sẽ nói với học sinh rằng là gì, hoặc là chúng ta nhìn xem tình huống này là giữa ai với ai, liệu nó có cái việc là gì, cái việc intervention của cái văn hóa vào cái việc người ta sử dụng hay không. Ví dụ người Anh nói tiếng Anh sẽ khác với lại người Việt nói tiếng Anh, nó vẫn bị ảnh hưởng văn hóa. Cho nên là nếu chúng ta có thể nắm được cái scenario đó, nắm được situation đó một cách cụ thể là giữa ai với ai, trong hoàn cảnh nào, vào thời gian nào, ở địa điểm nào, thì càng cụ thể chúng ta sẽ đạt được cái gì ạ? Cái tiêu chí là gì? Dạy một cách hiệu quả hơn ạ. Đấy là phần mà tôi trả lời cho câu hỏi này. Quên trả lời. Tôi có nhận được một câu hỏi, đó là em thấy bất ổn nếu em không dạy giống sách giáo khoa. Và các cô có góp ý gì không ạ? Thì đối với cá nhân tôi là cũng là một giáo viên dạy phổ thông, thì theo quan điểm của tôi thì những cái cuốn sách giáo khoa thì từng bài học của sách giáo khoa thì đều sẽ có một cái mục tiêu, đề ra một cái mục tiêu mà người học cần phải đạt được sau giờ học. Và vì vậy mà giáo viên có thể dựa vào các cái tài liệu ở trong sách giáo khoa và có thể từ đó thiết kế khác đi một chút về cái phần gọi là tài liệu để cho học sinh có thể tiếp thu được cái ngôn ngữ và cũng như là đạt được cái hiệu quả của bài dạy. Và như vậy là chúng ta không dạy hoàn toàn khác sách giáo khoa. Ví dụ như là nếu như yêu cầu của bài học ngày hôm đó là học sinh cần phải viết được một bức thư formal để thỉnh cầu chẳng hạn, thì giáo viên sẽ có thể áp dụng cả cái tài liệu trong sách giáo khoa, bên cạnh đó là tài liệu của giáo viên đã có thể làm đi sưu tầm để giúp cho học sinh đạt được cái hiệu quả, cái mục tiêu cuối cùng của bài học là như vậy. Đó. Và có một câu hỏi cuối cùng là nếu bài dạy của em chỉ có 45 phút thì sao em dạy hết từng đấy thứ? Mình đang hơi thắc mắc là từng đấy thứ ở đây nó hơi mơ hồ một chút, mà theo như mà mình hiểu câu hỏi này thì từng đấy thứ đây tức là về pragmatic thì có rất nhiều những cái hành động lời nói, ví dụ như là lời khuyên này, rồi lời chỉ trích này, rồi đồng ý hoặc là không đồng ý với một lời nói khác, thì chúng ta dạy như thế nào mà bài học chỉ có 45 phút? Thì theo như mình thì mình nghĩ là giáo viên nên chỉ đặt ra những cái mục tiêu thật là cụ thể và không nên quá là tham vọng vào mục tiêu dạy học của mình. Và chúng ta sẽ chia nhỏ lẻ các cái bài tập, các cái tiết học ra. Mỗi một bài tập chúng ta tập trung vào một cái speech act thôi. Và theo trong suốt cái quá trình dạy học thì dần dần học sinh sẽ nắm được những cái yếu tố liên quan đến pragmatic đó. Đó là câu trả lời của em. Hội thảo đã đến bây giờ đã là gần 4:15 ạ. Rất cảm ơn các thầy cô đã tham gia nhiệt tình, mặc dù hôm nay là chủ nhật. Chúng tôi rất là cảm ơn các thầy cô đã tham gia và đặt câu hỏi cũng như là có những cái ý kiến. Hôm nay là ngày 26 ạ. Là ngày Boxing Day đúng không ạ? Hy vọng là các thầy cô đã có một ngày lễ Noel vui vẻ và chúng ta sắp tới sẽ sắp sang năm mới. Do thời lượng chương trình cũng như là về nhiều mặt về resources, cho nên là có lẽ là đến bây giờ chúng ta sẽ kết thúc buổi ở đây. Xin mời cô Hương có lời gì không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn các diễn giả đã chia sẻ những cái nội dung liên quan đến lịch sự trong giao tiếp và làm sao để chúng ta khai thác yếu tố này
trong sách giáo khoa một cách hiệu quả nhằm hỗ trợ người học của chúng ta phát triển năng lực giao tiếp. Và thưa các thầy cô, sau đây thì xin kính mời Phó Giáo sư Lâm Quang Đông, Phó Hiệu trưởng nhà trường sẽ có đôi lời gói ghém lại tọa đàm ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời thầy. Vâng, xin trân trọng cảm ơn các thầy các cô, đặc biệt là bốn diễn giả và các thầy cô đã chia sẻ, và tôi hy vọng là qua một buổi chiều